Hôm nay sư giảng phần tiếp theo của bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống, là kinh số 12 trong Trung Bộ Kinh. Thì trong cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống này thì nguyên nhân là có một cái vị đi xuất gia, cái vị Sunakhata là một cái người đã từng đi xuất gia đã làm tỳ kheo, và sau đó vị đó xả y hoàn tục. Rồi vị đó đi nói nên những cái lời không chân thật đối về Đức Phật. Tức là vị đó nói rằng Sa-môn Gotama là người không có pháp thượng nhân, không có chi kiến thủ thắng, không phải là bậc thánh nhân. Thì những cái giáo pháp mà vị ấy giảng dạy là do suy luận, do sự trắc nghiệm, là do những cái tư duy suy nghĩ bình thường mà thuyết giảng ra, và khiến cho người có trí tuệ có thể diệt tận khổ đau. Thì sau khi Ngài Sariputta đã nói lại cái câu chuyện này đến Đức Phật, thì Đức Phật đã chỉ trích cái vị Sunakhata này, đây là một cái người si mê do ác ý, do cái tâm bất thiện, do cái sự tà kiến, cho nên đã không có hiểu về Đức Phật. Thì ở trên đời Đức Phật nói là có hai hạng người phỉ báng Như Lai, hai hạng người phỉ báng ta, một là cái người ác vì cái tâm sân hận, cho nên là vị đó sẽ xuyên tạc Như Lai và nói phỉ báng về Như Lai. Và hai là hạng người mà mình có niềm tin, một cái người mà có đức tin nhưng mà lại với cái tà kiến. Có những cái người dù là có niềm tin nhưng mà có niềm tin sai. Ví dụ như là có những cái người mà có đức tin với Phật pháp nhưng mà mình không hiểu đúng về Phật, cho rằng Đức Phật giống như là một cái vị thần linh để cho mình có thể cầu xin được những cái điều này điều kia, và cũng không hiểu cái giáo pháp mà thực hành theo cái lối gọi là tín ngưỡng dân gian, thì cũng là một cái sự phỉ báng đối với Đức Phật. Thế thì nhân cái lý do, nhân cái sự kiện này mà Đức Phật đã thuyết lên cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống, tức là một cái giống như là tiếng rống con sư tử. Đức Phật nói nên những cái sự thật về bản thân mình, và cái trong cái phần trước thì Đức Phật đã nói về một cái vị Phật Chánh Đẳng Giác có những cái pháp thượng nhân, thật sự là có những cái pháp thượng nhân như là Tam Minh Lục Thông, tức là có 6 cái pháp thần thông, có những cái có 10 cái năng lực trí tuệ cao tột cùng, siêu vượt đến. Và phần còn lại của cái bài kinh này thì Đức Phật nói về cái pháp gọi là bốn vô sở úy, tứ vô sở úy, và nói về những cái sự về cái trí tuệ thấy biết rõ cái con đường đi đến các cảnh giới của chúng sinh. Và Đức Phật cũng nói lên cái con đường sai lầm của những cái pháp tu của các hàng ngoại đạo, nhất là những cái sự tu khổ hạnh. Thì ở cái pháp này Đức Phật nói về cái bốn vô sở úy, thì Đức Phật nói rằng nhờ thành tựu được bốn cái pháp vô sở úy này, cho nên Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luân. Thì ở đây Đức Phật thường dùng cái hình ảnh là địa vị Ngưu Vương, giống như là một cái con trâu chúa, nó không biết sợ hãi bất cứ một cái loài gì ở trên đời, tức là có một cái sự ung dung tự tại, có cái sự tự tin vào chính mình. Hay là tiếng rống con sư tử, giống như là con sư tử nó cũng có cái sự tự tại vì nó không có những cái đối thủ, không có sợ hãi một cái loài nào. Và khi mà tiếng rống lên thì sẽ lấn át được tất cả những cái tiếng kêu của các cái loài muông thú khác. Thì cũng như vậy, khi mà Như Lai thuyết giảng ra một cái điều gì thì Ngài không có hề có một cái sự run sợ, không có một cái sự sợ hãi nào, bởi vì những cái điều của Ngài nói lên đó là những cái điều chân thật, đó là những cái sự thật mà không có ai có thể chỉ ra được cái sai lầm ở trong đó. Tất cả những cái lời nói gì Đức Phật nói lên đều là chân chánh, đều là sự thật, cho nên Ngài hoàn toàn tự tin. Và vì sở dĩ Ngài có được cái sự tự tin như vậy, đó là Ngài thành tựu được bốn cái pháp, cho nên được gọi là bốn vô sở úy. Bốn cái này, thành tựu được bốn cái pháp này khiến Ngài không có một chút sợ hãi, không có một chút do dự rụt rè nào,
khi đứng trước tất cả một cái hội chúng, dù là đông người hay ít người, dù cái người đấy có uy quyền đến đâu, cao thượng đến đâu, thì Ngài cũng không bao giờ có một cái chút sợ hãi, bất an, lo lắng gì. Thì đó được gọi là bốn cái pháp sự vô sở úy này. Thì cái pháp thứ nhất, Đức Phật thấy rằng là thế nào là bốn pháp vô sở úy này, Sariputta? Ta thấy không có lý do gì một sa môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn, mà vị ấy tự xưng đã chứng ngộ hoàn toàn. Mà quý vị, thì đây là được gọi là cái pháp vô sở úy thứ nhất. Tức là Đức Phật tuyên bố rằng Ngài là một cái bậc A-na-hán chánh đẳng chánh giác, tức là Ngài là một cái bậc giác ngộ hoàn toàn tuyệt đối, giác ngộ một cách hoàn toàn viên mãn, là một cái bậc toàn giác trí, một bậc chánh đẳng chánh giác trên đời. Và Ngài tuyên bố về cái sự chứng ngộ của mình, về cái sự chứng đắc của mình. Ngài tuyên bố rằng Ngài là một cái bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cũng trong cái thời gian đó có rất là nhiều những cái người tà mạng ngoại giáo, tức là những cái người ngoại đạo ấy, những cái vị giáo sĩ ở ngoại đạo, họ cũng tự xưng như thế. Bởi vì trong kinh Vệ Đà, trong những cái kinh thánh điển của Ấn Độ giáo ngày xưa, người ta ngay từ cách khi Đức Phật trước khi Đức Phật ra đời 1000 năm là đã có các nhà tiên tri, người ta nói là 1000 năm sau là sẽ có một cái vị Phật A-la-hán chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở trên thế gian này. Tức là những cái lời tiên tri đó đã được ghi chép ở trong kinh Vệ Đà từ hàng ngàn năm trước rồi. Chính vì vậy cho nên là rất là nhiều người, người ta học cái kinh điển đó, người ta đều mong chờ, hay là người ta đều rằng sau này sẽ có một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời, vì ấy mới là một cái bậc tối thượng ở giữa nhân gian và thiên giới này. Vì vậy cho nên là có nhiều những cái người tà mạng ngoại đạo, người ta cũng muốn lợi dụng cái uy danh của một vị Phật, người ta cũng tự xưng nên, có thể là do người ta tăng thượng mạng, cũng có thể là do người ta bị ảo tưởng, cũng có thể là người ta do cái sự chủ động muốn đi lừa gạt, lừa dối quần chúng mà người ta tự xưng nên như thế. Nhưng mà những cái người nào mà không phải là một Đức Phật thật, không phải là một vị Phật chánh đẳng giác thật, họ có tuyên bố nên như thế thì cái sự tuyên bố của họ ấy cũng không có một cái sự tự tin và xác đáng hoàn toàn, và họ luôn luôn có một cái sự lo lắng một cái ngày nào đó mình sẽ có những cái người trí thức, có những cái người có trí tuệ, người ta sẽ thấy được cái sự giả dối của mình, và cái người đấy sẽ luôn luôn sống trong cái trạng thái không được yên tâm, luôn luôn lo lắng. Giống như là một cái người bán hàng giả thì cái tâm của họ luôn luôn bất an, bởi vì lúc nào họ cũng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ có những cái người, người ta vạch trần, người ta phanh phui, người ta chỉ rõ cái giả dối của mình ra, lúc đấy thì cái danh dự sự nghiệp sẽ tiêu tan. Cũng như vậy thì những cái người mà không phải là một vị A-la-hán chánh đẳng giác mà tự xưng như thế thì người ta không có cái sự tự tin tuyệt đối. Còn đối với Đức Phật thì Đức Phật có một cái sự tự tin tuyệt đối hoàn toàn, vì Ngài là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ngài đã chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc những cái pháp thượng nhân đó một cách thật sự, cho nên Ngài không có sợ hãi bất cứ một cái điều gì, điều đó cho nên được gọi là cái pháp vô sở úy thứ nhất, không có lo sợ. Đó là cái vô sở úy. Còn cái vô sở úy thứ hai, Đức Phật dạy này đã Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được sự không sợ hãi, đạt được vô sở úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì để cho quần chúng có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các nậu hoặc của vị này chưa được đoạn trừ, mà vị ấy tự xưng đã được đoạn trừ. Thì ở một cái thứ hai thì Đức Phật tuyên bố rằng là Đức Phật Ngài là một vị đã đoạn trừ hết tất cả những phiền não, đã đoạn trừ hết tất cả những cái nậu hoặc nó là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham sân hận, hữu ái vô hữu ái, ngã mạn, phóng dật vô minh, tức là tất cả những cái phiền não cấu uế
ô nhiễm ở trong tâm thì đã được đoạn trừ một cách tuyệt đối, trở thành một cái bậc vô tham, vô sân, vô si. Thì Đức Phật đã tuyên bố như thế, Ngài dám khẳng định tuyên bố Ngài là một bậc vô tham, vô sân, vô si, đã đoạn chấm dứt hoàn toàn những cái phiền não, những cái ô nhiễm đó, như cây ta la chặt đứt đầu nó không thể nào mọc trở lại trong tương lai được. Thì những cái ô nhiễm, những phiền não mà Ngài đã đoạn trừ đó là vĩnh viễn, hoàn toàn không bao giờ nó mọc trở lại được nữa. Thì Ngài khẳng định tuyên bố như thế bởi vì Ngài đã đoạn trừ và Ngài đã thực hành, đã đạt được đúng như những cái gì Ngài tuyên bố như vậy. Vì vậy trên đời này nếu như có một ai đó mà vị đó chưa đoạn trừ được những cái phiền não tham sân si đó, nếu như vị đó có tuyên bố đi thì vị đó sẽ luôn luôn bất an, lo lắng, sợ hãi rằng một ngày nào đó cái dục tham nó sẽ trỗi dậy, một ngày nào đó sân hận nó trỗi dậy, ngày nào đó tà kiến si mê nó sẽ trỗi dậy, và lúc đấy người ta sẽ thấy được những cái sự tuyên bố của cái vị này là rỗng không, là giả dối, là vô ích. Vì vậy cho nên Đức Phật là một cái bậc đã xác chứng hoàn toàn về cái sự đoạn trừ nậu hoặc của mình, và Ngài không bao giờ sợ cái điều đó xảy đến với mình. Cho nên Đức Phật đạt được cái sự vô sở úy. Thứ hai đó là Ngài tuyên bố các nậu hoặc đã đoạn tận, vì Ngài đã đoạn tận các nậu hoặc. Đến cái vô sở úy thứ ba này, Sariputta, ta không thấy có lý do gì để quần chúng có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng những pháp này được gọi là chướng ngại pháp, khi được thực hành thời không có gì được gọi là chướng ngại pháp cả. Tức là cái pháp chướng ngại pháp ở đây đó là những cái pháp mà nó khiến cho con người trở nên hạ nhiệt, tức là những cái pháp mà sẽ hướng dẫn một con người đi xuống đọa xứ, và không, nó làm chướng ngại những cái con đường đi đến những cái sự cao thượng. Ví dụ như là có những cái pháp nó chướng ngại khiến cho một cái người không thể trở lại, không thể sinh trở lại còn làm người. Nhưng có những cái pháp nó chướng ngại, nó làm cho một người không thể sinh thiên giới. Nó có những cái pháp chướng ngại, nó khiến cho một người không thể chứng đắc được các pháp thượng nhân như là chứng thiền, chứng thần thông hay chứng đạo quả, chứng đắc được cái sự giải thoát sinh tử. Đấy được gọi là những cái pháp chướng ngại. Những cái pháp chướng ngại đấy là như là một cái người mà người ta còn những cái hành động bất thiện về thân, về lời nói, còn tham dục sân hận, còn tà kiến, hành động theo tà kiến, chỉ trích các bậc thánh. Thì những cái pháp đấy là cái pháp chướng ngại, vì cái vị đó chắc chắn khi chết, khi thân hoại mạng chung sẽ đọa xuống đọa xứ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Chứ cái con đường trở lại làm người của vị đấy đã bị chướng ngại bởi những cái ác pháp đó. Đó là chướng đạo. Thì cũng những cái pháp đấy nó sẽ làm cản trở cái con đường sinh thiên giới của cái vị đó. Hay là những cái pháp như là một cái người dù như cho vị đó đã từ bỏ được những cái pháp như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những cái hành động về thân, về khẩu, nhưng mà trong tâm của cái vị đấy vẫn còn ô nhiễm bởi dục tham, bởi sân hận, bởi những cái tà kiến, bởi những cái phóng dật, thì cái vị đấy cũng không thể nào thành tựu được những pháp thượng nhân, như vị đó có tu không thể chứng đắc được các pháp thiền. Một cái vị mà còn hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, còn say sưa các căn, còn ái nhiễm với những cái cảnh trần, thì cái vị đấy không thể nào thành tựu được, có tu tập không thể nào thành tựu được những cái pháp chứng được thiền, chứng được thần thông, hay chứng được cái đạo quả giác ngộ. Vì vậy cho nên là một cái sự muốn chứng được các pháp thượng nhân, muốn trở thành những cái bậc thánh nhân thì vị ấy phải ni dục, ni những cái sân hận, ni cái ngã mạn, ni những cái tà kiến, mình ấy phải chế ngự được những cái điều đó thì vị đó mới thành tựu được. Thì đấy được gọi là những cái pháp chướng ngại, vì những cái pháp chướng ngại đấy là chướng ngại thật. Và ở trên đời vì là có những cái người ta nói rằng là có những cái pháp mà Đức Thế Tôn gọi là chướng ngại, nhưng thực ra không chướng ngại gì. Thế là mấy hôm nữa mình sẽ học đến một cái bài kinh, kinh ví dụ con rắn, có một cái vị tỳ kheo Aritha khởi lên một cái ác tà kiến như thế. Mình ấy nói rằng là một cái người mà hưởng thụ những cái dục tham, ví dụ như là những cái người đấy sống hưởng thụ những cái ngũ dục thế gian, đâu nó có ảnh hưởng đến ai, đâu nó có hại đến ai, thì ở vị đấy vẫn có thể tu tập được những pháp thượng nhân, chứ có gì là khó không. Thì điều đó thì tất cả các cái đệ tử của Đức Phật cũng chỉ trích, và Đức Phật cũng chỉ trích cái vị đó, vì Đức Phật nói rằng các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn, đó là cái con đường chướng đạo, là chướng ngại cho những cái pháp thượng nhân.
Và Đức Phật nói rằng những cái pháp chướng đạo là chướng đạo, những cái pháp gọi là chướng ngại là chướng ngại, bởi vì nó chướng ngại thật sự. Vì một cái người còn hưởng thụ những ngũ dục ở thế gian thì có tu tập những cái pháp thượng nhân đấy, vì đó cũng không có giữ gìn được. Nói cái, ví dụ như một cái người mà trong cái lúc vị đó tinh tấn thực hành những cái pháp thượng nhân, vị đó thành tựu là do cái lúc đấy vị đó xa lìa được những cái tham dục ở đời. Nhưng mà đến một lúc dù vị đó thành tựu được những cái pháp như là chứng được thiền hay thần thông rồi, vị đó lại trở lại cái đời sống thế gian, vị đó lại say sưa hưởng thụ những cái dục lạc thế gian, thì những cái pháp thượng nhân nó lại tiêu tan đi. Chứ còn bây giờ một người nói là tôi vẫn sống hưởng thụ cái đời sống ngũ dục thế gian, hàng ngày tôi vẫn sống cái đời sống tại gia, đời sống gia chủ, hưởng thụ ngũ dục mà tôi vẫn có thể thành tựu được những pháp thượng nhân, thì không có chuyện đó, bởi vì đó là những cái chướng ngại pháp. Đấy là khi thực hành thì đó là chướng ngại pháp. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì để một sa môn, bà la môn, chư thiên, vạn thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta rằng các pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng không đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hướng tượng và không thể dẫn người thực hành đưa đến diệt tận khổ đau. Đây là một cái pháp vô sở úy thứ tư, là cái pháp mà Đức Phật thuyết giảng là cái pháp đưa những người thực hành đến chấm dứt khổ đau. Tức là tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật vậy, giống như là nước biển mênh mông chỉ có một cái vị duy nhất là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật nhiều mênh mông như biển nhưng chỉ có một cái mục tiêu duy nhất, một mục đích duy nhất, đó là đưa người thực hành, dẫn dắt một người thực hành đi đến chấm dứt khổ đau, đi đến đoạn tận khổ đau. Và cái giáo pháp đấy là giáo pháp đưa đến chấm dứt, đưa đến đoạn tận khổ đau cho những người thực hành theo giáo pháp đó. Điều đó là sự thật. Và những người có niềm tin, có tinh tấn, có cái sự thực hành, có cái sự chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc, đã thành tựu được những cái điều đó, đã chấm dứt khổ đau, cái điều đó là thực tế, là có thật, chứ không phải là Đức Phật nói suông. Vì vậy nên là Ngài hoàn toàn tự tin xác chứng rằng những cái giáo pháp của Ngài là đưa đến chấm dứt khổ đau, thì cái người thực hành sẽ, nếu thực hành theo đúng pháp của Ngài, sẽ đi đến cái sự chấm dứt khổ đau đó. Sự chấm dứt khổ đau ở đây là sự đoạn trừ được tất cả những cái ô nhiễm, những cái nậu hoặc, những cái phiền não, và chấm dứt được cái tái sinh, sinh tử ở trong tam giới. Đó là cái sự chấm dứt khổ đau. Vì thành tựu được bốn cái pháp này cho nên là Đức Phật mới được gọi là bốn cái pháp không có sợ hãi, bởi vì đó là sự thật chứ không phải là chỉ là nói suông. Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ thành tựu bốn pháp này Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống lên tiếng rống ở trong con sư tử ở trong các hội chúng và vận chuyển pháp luôn. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy mà người ấy còn nói rằng Như Lai là một cái bậc không có pháp thượng nhân, không có chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một cái gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Đây là cái điều mà Đức Phật nói. Những cái người nào mà nói về sai về Đức Phật, Đức là một cái sự phỉ báng một cái bậc thánh nhân, thì cái người đấy chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục, chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục, chứ không thể nào tránh khỏi. Đấy là một cái nói về bốn cái pháp vô sở úy đó. Và Đức Phật nói về tám cái hội chúng mà Đức Phật đã từng trải qua. Ngài nói như thế và Ngài cũng chứng minh cái điều đó, là cái điều mà Đức Thế Tôn đã từng trải qua rất nhiều những cái hội chúng. Ngài đã từng thuyết pháp ở tám hội chúng khác nhau. Thì tám hội chúng gồm có, Đức Phật dạy rằng này Sariputta, có tám hội chúng này: hội chúng sát đế ni, hội chúng bà la môn, hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng tứ thiên vương, hội chúng tam thập tam thiên, hội chúng ác ma, hội chúng phạm thiên. Này Sariputta, có tám hội chúng này. Này Sariputta, Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở úy như vậy, đến gần và vào tám hội chúng này. Thì Đức Phật cũng đã từng thuyết pháp ở các cái hội chúng sa môn, hội chúng sát đế ni, là tức là những cái nơi mà có các cái hàng vua quan quý tộc, tức là toàn những hàng vua chúa, quan chức triều đình. Thì Đức Phật cũng đã từng thuyết pháp ở những cái nơi đấy. Đấy là được một cái nơi là gọi là cái nơi có cái uy quyền lớn. Thì khi mà với một cái người bình thường chưa đạt được cái pháp tự tại bất động,
khi đứng trước những cái nơi mà có uy quyền lớn như thế này thì sẽ có cái sự bất an, sẽ có cái sự run sợ, sẽ có cái sự sợ hãi khởi lên. Nhưng Đức Phật thành tựu được bốn cái pháp vô sở úy, cho nên Ngài không hề sợ hãi bất cứ một cái điều gì. Nên là Ngài đứng trước một cái hội chúng là sát đế ni, tức là những cái người có cái chức quyền, quyền cao chức lớn ở trong xã hội, Ngài không sợ hãi gì. Hay là đứng trước một cái hội chúng bà la môn, hay là toàn là những cái vị thiện tri thức ở đời, những cái vị bà la môn là những cái vị giáo sư, giáo sĩ, là những cái người học giả ở tất cả những cái tôn giáo khác thì ở đời thì Ngài cũng thuyết giảng giáo pháp mà Ngài không có sợ hãi. Đối trước hội chúng là gia chủ, là trong các cái gia đình hay là các cái Phật tử thập phương xa gần đó, thì đó là hội chúng gia chủ. Và một hội chúng sa môn là những người xuất gia, người xuất gia ở trong đạo Phật cũng gọi là sa môn, mà đôi khi có những người ngoại đạo người ta xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, người ta gọi người ta là sa môn. Thì nói chung chung cho những người xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, đó là những cái hội chúng sa môn. Thì đối với ở trên đời một cái người bình thường ấy, thì ở trên đời người ta chỉ có đứng trước bốn cái hội chúng này, thuyết giảng giáo pháp cho bốn hội chúng này. Nhưng có một cái điều khác thường hơn, đặc biệt hơn, đó là Đức Phật có thể đứng trước những cái hội chúng, đó là các vị chư thiên. Có bốn cái hội chúng thuộc về cái hàng ngũ chư thiên, thì chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới có đủ cái uy lực, có đủ cái năng lực, có cái khả năng đứng trước các cái hội chúng của các cái vị chư thiên, đó là hội chúng tứ thiên vương. Tức là cũng có khi Ngài đi đến những cái hội chúng của các cái vị chư thiên ở trên mặt đất, chư thiên ở cái cõi tứ thiên vương này, có hội chúng của tam thập tam thiên, đó là Ngài đã từng rất nhiều lần lên cái cõi trời tam thập tam thiên thuyết pháp, hội chúng ác ma, hội chúng phạm thiên. Thế là Ngài đã từng đến tất cả những cái hội chúng này, thì chỉ có Đức Phật mới có thể đi được đến những cái hội chúng này. Hoặc là những cái bậc thánh đệ tử có những cái năng lực thần thông, những Ngài Mục Quyền Liên, Ngài cũng có thể đi được đến những hội chúng này. Thì đây là Đức Phật được gọi là bậc thầy của cả trời và người là như thế, bởi vì Ngài có thể đi thuyết pháp được ở cả cái cõi nhân gian và cái cõi thiên giới một cách rất là an nhiên tự tại. Này Sariputta, ta nhớ lại ta đã đến hàng trăm hội chúng sát đế nụy, tuy vậy trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện, trước khi ta đàm luận, này Sariputta, ta không thấy có một lý do gì để suy nghĩ rằng chắc chắn sự sợ hãi run sợ ám ảnh ta. Này Sariputta, ta không thấy có lý do gì như vậy, nên ta sống được đạt được an ổn, không sợ hãi, đạt được vô sở úy. Này Sariputta, ta đến hàng trăm hội chúng Bà La Môn như thế, hàng trăm hội chúng của Sa Môn, hàng trăm đội chúng của Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên, Ác Ma hay Phạm Thiên. Đức Phật cũng đã từng trải qua tất cả những cái hội chúng đấy, nhưng chưa bao giờ có một chút sợ hãi nào xảy lên ở nơi Ngài cả. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được cái sự an ổn, đạt không sợ hãi, đạt vô sở úy. Này Sariputta, nếu ai thấy ta vậy, biết ta vậy, mà người ấy còn nói rằng như này là bậc không có pháp thượng nhân, không có chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thầy, thì người ấy chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục như một cái gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Thế là chỉ có cái năng lực của một cái Phật Chánh Đẳng Giác có bốn vô sở úy mới thành tựu được cái sự tự tại như vậy, thuyết giảng giáo pháp ở tất cả mọi nơi mà không có một cái chút do dự sợ hãi nào như thế. Thế mà có người còn phỉ báng Đức Phật là người không có cái pháp thượng nhân, thì cái người đấy chắc chắn sẽ tạo nên một cái ác nghiệp cho chính mình và phải bị đọa vào địa ngục. Rồi Đức Phật dạy về bốn cái hàng hóa sinh và cái con đường đi đến các cái cảnh giới khác nhau. Đây là Đức Phật nói về một cái sự liễu thông về những cái đạo lộ, cái con đường đi đến các cái cảnh giới khác nhau. Vì ở trên đời ấy, có những cái người mình sinh ra ở trên đời nhưng mình không biết tại sao mình sinh ra trên đời. Trên đời này có những cái người thì cao thượng, người hạ liệt, có những cái người thì có nhiều cái sự an vui, có nhiều thì người thì luôn luôn gặp những cái khổ đau. Nhưng đối với một cái người bình thường, những cái điều tầm thường đó họ cũng không hiểu được nguyên nhân gì, lý do gì, tại sao lại như thế. Cho nên là người ta hay sinh ra cái sự oán trời trách đất, mình gặp những cái điều may mắn tốt đẹp thì sinh ra cái sự ngã mạn cho mình hơn người. Khi mà gặp phải những cái điều rủi ro bất hạnh thì họ kêu ca phản nành, trách móc người này người kia. Đấy là những cái sự rối ren, những cái tư tưởng ở trên cuộc đời.
huống chi là người ta còn thấy những cái loài chúng sinh khác, ví dụ như những cái loài súc sinh mà mắt thường mình có thể nhìn thấy được, nó muôn hình muôn dạng muôn loài muôn vật khác nhau, thì tại sao lại như thế, tại sao lại có những chúng sinh sinh ra lại làm cái loài này như thế, làm cái loài kia như vậy, về nguyên nhân gì, lý do gì, và người đời người ta không hiểu được, cho nên người ta sinh ra nhiều cái tư tưởng, nhiều cái giáo thuyết, nhiều cái học thuyết khác nhau. Còn những cái mà con người không thấy được nữa, đó là cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngã quỷ, cảnh giới súc sinh, cảnh giới của chư thiên, cảnh giới phạm thiên nữa, từ đâu mà sinh ra, tại sao lại như vậy. Thì một cái người tầm thường không thấy được thì ở cái phần này thì Đức Phật lại nói rõ ràng về cái điều đó để giải những cái hoài nghi, những cái thắc mắc, những cái sự loạn tưởng, những cái tư tưởng tà kiến ở trên cuộc đời nó khác. Còn cái trí tuệ, cái sự thông thạo, cái sự hiểu rõ những cái con đường đi đến các cái cảnh giới ở nơi Đức Phật nó khác. Đấy, chính vì Đức Phật thấy được những cái điều đó, thông thạo những cái điều đó, cho nên Ngài mới xứng đáng là một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng giác là Ngài là một cái bậc có được cái trí tuệ, thấy được những cái sự thật, và Ngài chỉ bày cho người khác cũng thấy cái sự thật đó. Chứ Ngài không phải là một cái đấng quyền năng tối cao gì, không phải là Ngài có những cái pháp thượng nhân, có những cái trí kiến thủ thắng, có những cái năng lực thần thông vi diệu cao thượng như vậy, để rồi Ngài tự xưng Ngài là một cái đấng thượng đế, Ngài là một bấng có quyền năng, có cái năng lực cao siêu gì để cho mọi người tôn thờ kính trọng cả, mà Ngài chỉ nói rằng Ngài là một cái người đã từng trải qua và đã từng thấy những cái con đường, đã từng thấy những cái sự thật như vậy, cho nên là Ngài chỉ là một cái người bậc thầy chỉ đường để chỉ cho người khác cũng thấy những cái sự thật đó giống như Ngài mà thôi. Thì ở trên đời này sẽ có bốn cái hàng chúng sinh sinh ra, đó là Ngài giải đằng này Sariputta có bốn loại sanh. Thế nào là bốn? Noãn sanh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Này Sariputta, thế nào là noãn sinh? Những loại chúng sinh nào phá vỏ trứng mà sanh như vậy được gọi là noãn sanh. Những cái, thế nào là thai sanh? Những loại chúng sinh nào phá cái màn da mỏng che cái chỗ kín mà sanh, này Sariputta gọi là thai sanh. Những loại chúng sinh nào gọi là thấp sanh, là những cái loại chúng sinh sinh ra từ cá thối, sinh ra từ xác chết, sinh ra từ cháo cơm thối hay hồ nước thối, này Sariputta như vậy gọi là thấp sanh. Và thế nào gọi là hóa sanh? Chư thiên, các chúng sinh ở các địa ngục, một số loài người và một số thuộc đọa xứ, này Sariputta như vậy gọi là hóa sanh. Có bốn loài sanh như vậy, này Sariputta, nếu ai biết như vậy, thấy như vậy mà còn nói rằng ta là một bậc không có cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh, thì người đấy sẽ bị đọa vào địa ngục như một cái gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Đấy là thì có khi mà một vị Phật chánh đẳng giác mới có cái năng lực, mới có được cái trí tuệ, có thể thấy được tất cả chúng sinh sinh ra ở các cái cõi sống, các cái cảnh giới khác nhau như vậy. Chứ còn một cái người phàm phu bình thường ở trên đời, người ta có thể thấy được những cái loài thai sanh như là loài người và một số sinh vật, người ta có thể thấy những cái loài sinh ra từ trứng, cái loài da cầm, nhưng mà hoặc là người ta có thể thấy được những loài sinh ra từ thấp sanh, nhưng người ta không thấy được những loài sinh ra từ hóa sanh. Cái mắt thường, một cái người mà không có pháp thượng nhân, tức là không có thiên nhãn, thì người ta đâu có thấy được những cái chúng sinh ở cái cõi hóa sinh đâu. Người ta đâu có thấy được địa ngục, người ta đâu thấy ngã quỷ, người ta đâu có thấy được các chư thiên. Nhưng mà Đức Phật thì vì Ngài có thiên nhãn trí, cho nên là Ngài có tha tâm trí, Ngài có túc mạng trí, nên là Ngài mới thấy được những cái chúng sinh ở các cái cõi sống đó, đó là những cái loài hóa sanh. Thì những cái người chỉ có một cái người bình thường thì không thấy được, nhưng mà một cái người có cái pháp thượng nhân, có thiên nhãn trí thì Ngài mới thấy được những điều đó. Nhưng không phải là Ngài chỉ thấy được những điều đó, bởi vì một cái người phàm phu ngoại đạo tu tập chứng đắc các cái pháp thiền định, họ cũng có thể thấy được những cái chúng sinh hóa sanh. Nhưng mà người ta sẽ có thể thấy được điều đó, nhưng người ta không thể thấy được nguyên nhân gì, lý do gì, con đường gì, và tại sao có những chúng sinh lại sinh vào địa ngục, có những chúng sinh thì sinh làm ngã quỷ, có những chúng sinh thì sinh làm người, làm chư thiên, làm phàm thiên, và những chúng sinh gì đi đến niết bàn. Nhưng còn một vị Phật chánh đẳng giác thì Ngài mới thấy rõ cái con đường nào, đạo lộ nào khiến cho một chúng sinh đi vào địa ngục, đi vào các cái cõi khổ, hay đi vào những cái cõi an vui, hay đi đến cái sự niết bàn chấm dứt khổ đau.
Thì ở cái phần này Đức Phật sẽ giải thích rõ ràng về điều đó. Đức Phật nói rằng này, Sariputta có 5 loại sinh thú này. Đấy là trước này Ngài nói về có 4 loại chúng sinh. Nhưng mà ở đây Ngài chia sẻ và phân tích ra ở cái mức độ khác thì Ngài chia ra 5 loại sinh thú này. Thế nào là 5? Địa ngục là 1, bảng sinh là 2, ngã quỷ là 3, người là 4 và chư thiên là 5. Thì đây là nói một cái cách chung chung là có 5 loại chúng sinh sinh ra trên đời này. Sariputta, ta tuệ chi địa ngục, ta tuệ chi con đường đi đến địa ngục, và cái hành nộ của người đi đến địa ngục tùy theo cái hạnh nghiệp. Sau khi tân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, sự việc này ta cũng tuệ chi. Và này Sariputta, ta tuệ chi bảng sanh, con đường đưa đến bảng sanh tùy theo hạnh nghiệp, sau khi tân hoại mạng chung phải sinh vào bảng sanh, sự việc này ta cũng tuệ chi. Này Sariputta, ta tuệ chi ngã quỷ, con đường đưa đến ngã quỷ, hành nộ của người đi đến ngã quỷ tùy theo hành nghiệp của họ, sau khi tân hoại mạng chung phải sanh vào ngã quỷ, sự việc này ta cũng tuệ chi. Đức Phật tuệ chi loài người, con đường đưa đến thế giới loài người, hành nộ đưa đến thế giới loài người tùy theo hành nghiệp đó, sau khi tân hoại mạng chung phải sinh vào loài người, sự việc này thì Thế Tôn cũng tuệ chi. Sariputta, Thế Tôn tuệ chi con đường đi đến chư thiên, cảnh giới chư thiên và con đường đi đến cảnh giới chư thiên tùy theo hành nghiệp, sau khi tân hoại mạng chung phải sanh được sanh vào thiện thú thiên giới, thế giới này, sự việc này Đức Phật cũng tuệ chi. Và này Sariputta, ta đạt được cái sự tuệ chi niết bàn, con đường đi đến niết bàn, hành nộ của một người đi đến niết bàn tùy theo hành nghiệp đó để đoạn trừ các nậu hoặc, và sau khi tự mình thắng trí chứng ngộ chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sự việc này thì Ngài cũng tuệ chi được tất cả những cái điều đó. Thì bởi vì Đức Phật thấy rõ được như thế, các cái thế giới khác nhau, và một cái con người sẽ đi đến những cái cảnh giới khác nhau. Có thể là Ngài sẽ nhìn thấy được tương lai của một người sẽ đi về đâu. Bây giờ Ngài sẽ biết trước được cái người này tương lai sẽ đi xuống địa ngục, hay là một cái người này tương lai sẽ sinh làm súc sinh, sinh làm ngã quỷ, hay người tương lai sẽ sinh lại làm người, làm chư thiên, hay là một vị này sẽ làm phạm thiên, hay người này tương lai sẽ đi đến niết bàn. Thì Đức Phật thấy rõ điều đó bởi vì Ngài đã dùng cái thiên nhãn của mình, Ngài đã từng thấy chúng sinh ở trong địa ngục, và Ngài đã từng thấy những cái chúng sinh này không phải nguyên tự nhiên mà người ta sinh vào địa ngục, là do khi còn ở những cái cõi khác như cõi người hay thiên giới, do vì đã tạo những cái ác nghiệp về thân khẩu ý, về cái tham dục sân hận, về những cái tà kiến, cho nên người ta phải đọa vào những cái cõi đó. Và cõi ngã quỷ súc sinh cũng thế, gọi vào những cái cõi ác thú đó có nguyên nhân, có lý do, chứ không phải là tự nhiên. Những cái chúng sinh được sinh lại ở cái cõi nhân giới, cái cõi người hay cõi chư thiên thì cũng do cái những chúng sinh đó tạo những cái thiện nghiệp, và sau khi tân hoại mạng chung nhờ những cái thiện nghiệp đấy, nhờ cái công đức đấy mà được sinh trở lại cái cõi an vui này. Thì cũng như vậy, Ngài cũng có thể thấy được những người đã sinh vào địa ngục, đang sinh vào địa ngục, sẽ sinh vào địa ngục. Cũng như thế, những người đã, đang và sẽ sinh vào những cõi khác, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Ngài đều thấy rõ ràng. Bởi vì là Ngài đã có, Ngài là một cái bậc có cái con mắt để thấy được điều đó. Còn những cái người phàm phu ở thế gian này, người ta không có cái con mắt để thấy được điều đó, cho nên người ta không biết được điều đó. Người ta sống ở đời này nhưng người ta không biết rồi chết mình sẽ đi đến đâu, mình từ đâu về sinh về đây, chết rồi sẽ đi đến đâu, hay là những cái người khác, những chúng sinh khác, tại sao người ta sinh ở đấy, chết ở đấy người ta sẽ sinh về đâu, người ta không hề biết được. Còn Đức Phật thấy rõ điều đó, giống như là một cái người ngồi trên một cái đỉnh núi và nhìn thấy những cái chúng sinh ở dưới những cái thung lũng, dưới những cái chân núi, và có những cái chúng sinh thì đi xuống dưới, có những chúng sinh thì đi lên trên, tùy theo cái hành động, tùy theo cái nghiệp của mình. Những cái chúng sinh đó họ đi ở cái con đường gì họ cũng không biết. Cái con đường mình đang đi này là cái con đường an lành hay là cái con đường này là con đường nguy hiểm. Cũng vậy ở trên đời này, bởi vì chúng sinh này chưa có cái tuệ nhãn, chưa có cái mắt trí tuệ giác ngộ, cho nên người ta đang sống ở trên đời nhưng người ta không biết mình sống này là tốt hay là xấu. Những cái hành động của mình sẽ đưa đến cái hạnh phúc hay là sẽ đưa đến cái khổ đau ở trên đời. Thì cũng giống như là một cái người, tất cả những cái con chúng sinh, những cái con người ở trên đời này là những cái chúng sinh, là những cái con người đang bị thiêu đốt, đang bị đốt cháy, đang bị nóng bức,
nóng bức bởi vì bởi những cái nửa tham dục, bởi những cái nửa sân hận, và họ muốn đi tìm một cái nơi an vui, một cái nơi hạnh phúc, một cái nơi an toàn, một cái nơi thoát hiểm nguy. Nhưng mà họ không biết cái con đường nào đi đến cái hạnh phúc, không biết cái con đường nào đi đến cái sự an toàn hiểm nguy. Vì vậy cho nên mỗi người chạy năng xăng đi tìm một cái con đường hạnh phúc cho mình, đi tìm một cái sự an lành, thoát khổ đau cho mình. Thế là có cái người thì cho rằng cái con đường như thế này sẽ đưa đến hạnh phúc, đó là người ta phải sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay hưởng thụ những cái dục lạc thế gian, đó là cái con đường đưa đến hạnh phúc. Và người ta chạy theo cái con đường đấy, và Đức Phật biết cái người này đã nầm tưởng về hạnh phúc rồi, người ta đang hưởng cái hạnh phúc giả tạm, và sau đó chính cái con đường đấy sẽ dẫn đến cái đọa xứ khổ đau ở tương lai. Cũng có những cái người thì nhận ra được có những cái con đường này sẽ đưa đến cái sự hạnh phúc, nhưng mà đó là cái sự hạnh phúc tạm thời, cái sự hạnh phúc không dài lâu. Đó là người ta đi đến cái con đường đó là được trở lại làm người hoặc làm chư thiên. Nhưng mà cũng có những cái người nhận tìm được những cái bậc thầy dẫn đường, cho nên người ta đi được đến cái sự hạnh phúc tuyệt đối, cái hạnh phúc tối thượng, đó là cái sự niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì cũng chính vì vậy mà cho nên là cái phần tiếp theo này Đức Phật đã dùng nhiều những cái hình ảnh, nhiều những cái ví dụ để nói về những cái con đường của những cái chúng sinh ở thế gian này đang đi. Đức Phật dùng về cái hình ảnh về một cái hố phân, một cái hố than hồng, mà có những chúng sinh đang đi trên cái con đường tìm hạnh phúc, nhưng lại đi tìm vào cái hố than hồng. Tức là có những chúng sinh thì đang đi trên một cái con đường, và con đường đấy sẽ dẫn đến hố phân. Có những chúng sinh đi con đường, và con đường đấy sẽ đưa đến những cái nơi mà có những cái cây khô héo. Có những cái chúng sinh đang đi trên con đường, và con đường ấy sẽ đưa đến một cái rừng cây mát mẻ. Có những cái chúng sinh đang đi trên một con đường, mà con đường ấy sẽ dẫn đến một cái ngôi nhà có đầy đủ những cái tiện nghi, được nghỉ ngơi thoải mái, thích thú. Có những cái chúng sinh mà đang đi tìm một cái sự an vui, hạnh phúc, mát mẻ, thì những chúng sinh ấy đang đi đến một cái con đường, đang đi trên con đường, và con đường ấy sẽ dẫn đến một cái hồ xạ, một cái hồ sen rất là thơm mát. Và Đức Phật là một cái người đứng nhìn và quan sát và thấy rõ được những cái điều đó. Cho nên là Ngài với tùy duyên chỉ dạy cho mọi người đừng đi cái con đường này, vì con đường này đi đến sự nguy hiểm, đi đến hố than hồng, đi đến hố phân. Đi đến những cái nơi đấy có gai góc, có những cái hố sâu, có những cái sự nguy hiểm. Và Ngài chỉ dạy là hãy đi một cái con đường này, nếu như mà có chí hướng hay đi đến cái con đường cao thượng này. Còn nếu như người đó có cái chí hướng bình thường thì hãy đi đến cái con đường đạt được cái sự an vui tạm thời này. Thì Ngài là một cái người chỉ dạy như thế, là một cái người nhìn thấy rõ cái con đường và chỉ cho con người, cho những cái chúng sinh đi trên cái con đường nào đó mà đạt được cái sự an vui nhất. Nên ở đây Đức Phật nói này, Sariputta, với tâm của ta, tuệ tri tâm của một số người do hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào cõi dữ ác thú đọa dưới địa ngục. Sau một thời gian với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi dữ ác thú đọa dưới địa ngục, phải cảm thọ những cái cảm giác cực khổ, thống khổ không liệt. Này Sariputta, cũng như có một cái hố than sâu hơn thân người, đầy những cái than hừng không có ngọn lửa, không có khói, và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ mỏi mệt, khô cổ đắng họng khát nước, và đi thẳng đến hố than ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hố than kia. Sau một thời gian người ấy sẽ thấy cái người kia rơi vào hố than ấy và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ không liệt. Này Sariputta, như vậy ở đây với tâm của ta, tuệ tri tâm của một số người, hành nghiệp của người ấy như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, thì khi thân hoại mạng chung, chúng sanh ấy sẽ sinh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Như vậy, sau một thời gian với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ và không liệt. Đấy là Đức Phật sẽ thấy, có khi thấy trước luôn, có khi đã từng thấy những cái người như vậy, mà có khi Đức Phật có thể thấy một người đã ở trong địa ngục và Ngài sẽ quán được, thấy được người đấy vì sao mà đọa vào địa ngục. Nhưng mà Ngài cũng có thể thấy được một người chưa đi vào địa ngục nhưng chắc chắn sẽ vào địa ngục. Ví dụ như Ngài tuyên bố rằng
Đề Bà Đà Đa sẽ phải đọa vào A Tỳ Địa Ngục cho đến hết cái đại kiếp này. Thì có nhiều người mới hỏi là tại sao Đức Thế Tôn lại nói Đề Bà Đà Đa chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, như đó là một cái điều nó chưa xảy ra, có thể là vị ấy sẽ không làm như thế thì sao? Thì Đức Phật nói rằng là vì ta có, nếu như ta thấy một cái pháp trắng chỉ bằng cái nông đuôi của con ngựa ở Đề Bà Đà Đa thì ta đã không tuyên bố như vậy. Giống như là một cái người mà nó bị rơi xuống một cái bùn này, và một cái người khác muốn kéo cái anh ta lên, nhưng mà vị đó thấy rằng là cái người rơi xuống bùn này này không còn một chút nào, tức là vì đã chìm đắm hẳn ở trong bùn rồi, không còn vị đó không còn nhô lên khỏi cái vũng bùn đấy một chút xíu nào để người ta có thể cầm nắm vào cái búi tóc, nắm vào cái tay áo hay là nắm vào một cái phần gì của cái vị đó để mà nôi lên cả, vì người đó đã hoàn toàn chìm xuống bùn đen. Thì cũng như vậy, với một cái tha tâm trí của mình, Đức Phật thấy một cái tâm của người khác, một cái người nào người ta đã hoàn toàn không còn khởi lên được những cái tâm thiện nữa, người ta chỉ còn khởi lên được những cái tâm bất thiện, trong tâm của họ chỉ còn gọi dục tham, chỉ còn sân hận, chỉ còn giận hờn, chỉ còn tà tiến, chỉ còn ngã mạn ngu si, thì cái con người đấy không thể nào cứu vớt được nữa, không thể nào mà chữa được nữa. Giống như là một cái người đã, giống như một cái căn bệnh mà nó đã đi đến cái giai đoạn cuối rồi, một cái người bác sĩ giỏi đến đâu cũng biết được rằng là cái bệnh này không thể chữa được nữa, và cái người bác sĩ đấy sẽ nói với người thân là hãy chuẩn bị hậu sự, hãy làm chuẩn bị cho người đó về để làm ma, vì chắc chắn người này sẽ chết trong một thời gian ngắn. Thì cũng như vậy, với một cái người tường tận cái tâm của chúng sinh, ngài không có phải là ngài nhìn bằng cái hình tướng như một cái người tầm thường ở đời, mà ngài nhìn vào trong cái tâm trí của người đấy, biết rằng cái người đấy đã bị những cái tâm bất thiện nó chế ngự, nó đã ngự trị, nó chi phối, và những cái tâm thiện không còn cơ hội để khởi lên nữa, thì cái người đấy chỉ có đi vào địa ngục, không thể nào tránh sai khác được, vì đã tạo những cái nghiệp như vậy, đã khởi lên những cái tâm bất thiện như vậy, và không còn thể nào chữa trị được cho người đó nữa, không thể giáo hóa, không thể dạy bảo, không thể khuyên nhủ được cái người này hãy từ bỏ tà kiến đấy, hãy từ bỏ ác pháp đấy được nữa, thì cái người này chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Nên vì vậy cho nên là có những người đã tạo những cái ác nghiệp đó, ví dụ như là có những cái người đã làm những cái việc bất thiện nhưng đã biết ăn năn hối cải, ví dụ như là vua A Xà Thế đã tạo những cái ác nghiệp như là giết hại vua cha, nhưng vì sao vì đó mặc dù có ăn năn hối cải, đã tạo ra rất nhiều những công đức thiện nghiệp, Đức Phật vẫn nói rằng cái vị đấy vì cái ác nghiệp đấy sau khi chết phải đọa vào địa ngục đồng trôi, chìm xuống và nổi lên mất 60.000 năm. Nhưng đáng lẽ thì vị đấy cũng phải đọa vào địa ngục A Tỳ giống như Đề Bà Đạt Đa, cũng phải chịu cái quả khổ ở trong cái địa ngục đấy hết đại kiếp này. Nhưng mà vì vị đó có cái sự hổ thẹn, có cái tàm quý, biết sám hối những cái nỗi lầm của mình, và biết tạo những cái thiện nghiệp về sau đó, nhưng vì cái ác nghiệp đó nó quá lớn, nó không, những cái thiện nghiệp đấy cũng không thể nào mà có thể chuyển hóa hết được những cái ác nghiệp kia, cho nên là cái ác nghiệp kia nó vẫn phải cho quả, bởi vì vị đó đã rơi xuống đến nưng chừng của cái ác nghiệp rồi, mặc dù vị đó có cái quay đầu, có cái tỉnh ngộ đấy, nhưng mà vị đó chạy ra nó không kịp nữa, không còn kịp để chạy ra nữa, vị đó sẽ chạy ra được một phần, đáng lẽ phải đọa vào A Tỳ Địa Ngục, nhưng mà may mắn thay vì do cái sự biết hối cải cho nên vị đó không phải vào cái địa ngục vô gián đấy, mà chỉ vào cái địa ngục đồng trôi. Thì đấy là Đức Phật cũng thấy rõ điều đó, mặc dù cái điều đó nó chưa xảy ra, đó là những điều sẽ xảy ra ở trong tương lai. Cũng như vậy, Đức Phật cũng có thể thấy được một người, biết rằng cái người này trong tương lai sẽ thành một vị Phật, cho nên ngài có thể thọ khí cho cái người đấy. Trong bốn A Tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp xong sẽ thành Phật, đó là Đức Phật Dimangara thọ khí cho Bồ Tát Sumedha. Mà cái điều đó mà nó sẽ diễn ra ở tương lai rất xa, tức là có những cái tương lai nó xa đến như vậy, mà cái trí tuệ của một vị Phật chánh đẳng giác mới thấy được điều đó, tức là một cái trí tuệ của một cái người bình thường không thể thấy được điều đó, huống chi là những cái tương lai gần, cái người này chết sẽ sinh về đâu, một đời nữa hay 10 đời, 100, 1.000 đời nữa sẽ như thế nào. Thì cái điều đó là với cái năng lực của một vị Phật thấy điều đó một cách quá là dễ dàng, không có khó khăn. Đấy là Đức Phật thấy một cái người như thế sẽ phải đi vào cái đạo lộ như thế, sẽ đi đến một cái nơi như thế.
Nên là Đức Phật mới nói rằng này Sariputta, ở đây với tâm của ta, tuệ chi tâm của một số người, hành nghiệp của một số người như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào bảng sinh. Sau một thời gian thì cái người đấy sẽ sinh vào làm bảng sinh, cũng giống như là một cái người đang đi trên cái con đường như vậy. Cái con đường ấy chỉ có một đường mà không có cái ngã rẽ khác, và cái nó chỉ dẫn đến hố phân, thì chắc chắn người sẽ đi xuống hố phân. Cũng như vậy, một cái người Đức Phật thấy một cái người có tâm tính như vậy, cử chỉ hành động như vậy, thì sau khi thân hại mạng chung sẽ đi vào ngã quỷ. Nên là ở đây Đức Phật dùng cái hình ảnh là giống như một cái cây sống ở trên một cái miếng đất không bằng phẳng, tức là sẽ đi đến một cái nơi nó có cái sự khổ đau không nhiều lắm, mà an vui cũng không nhiều lắm. Và Đức Phật cũng thấy rằng một cái người, một cái hành động và tâm lý của một cái người ấy thì trong tương lai sẽ sinh lại làm người, cũng giống như là một cái người đang đi trên cái con đường, và con đường ấy sẽ chỉ dẫn đến một cái cội cây có những cái cành lá sum xê. Và Đức Phật cũng thấy một cái chúng sinh ấy có cái tâm trí như vậy, hành động như vậy, sau khi chết sẽ sinh lên thiên giới, giống như một cái con, một người đang đi trên con đường, và con đường ấy sẽ đi đến một cái ngôi nầu. Và đây Đức Phật cũng chỉ là với một cái người có cái tâm trí như vậy, có những cái hành động như vậy, thì sau khi đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy với thăng trí đạt được an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thì Đức Phật cũng thấy được một cái người này tương lai sẽ chứng, sẽ tức là một cái người này sẽ đắc đạo ở trong cái đời này hoặc đời sau. Ví dụ như là Đức Phật tuyên bố rằng Ananda sẽ chứng được cái niết bàn, sẽ chứng a la hán ngay trong cái kiếp này. Chứ cái điều đó vì khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi, ngài Ananda lúc đấy mới có là sơ quả, cho nên ngài vẫn còn khóc than, nghĩ rằng cái phận sự của mình chưa xong. Mà Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn thì Đức Phật đã an ủi rằng những cái công đức mà Ananda đã tạo ra thì Ananda sẽ chứng đại bát niết bàn ở trong đời này, và cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Thì ngài nhìn đấy, nhìn nhận đúng, ngài biết rõ cái người này như vậy, vì không những nhìn thấy cái hiện tại mà còn nhìn thấy những cái ba la mật từ vô lượng kiếp trong quá khứ, người đó đã từng tạo những cái thiện nghiệp gì, người đó đã từng có những cái phát nguyện gì, người đó đã từng được những cái vị Phật trong quá khứ ấn chứng cho những cái điều gì, và cái điều đó chắc chắn nó sẽ thành tựu ở trong cái đời này. Cho nên ngài biết chắc chắn cái người này tu tập sẽ đi đến niết bàn, sẽ chứng ngộ niết bàn. Vì vậy cho nên hàng ngày trước cái giờ bình minh, Đức Phật luôn luôn nhập thiền đại bi, tức là ngài hướng cái tâm bi mẫn của mình đến tất cả chúng sinh, quan sát cái ba la mật, cái căn cơ, cái nhân duyên của tất cả chúng sinh, xem ai là cái người có khả năng giác ngộ, có khả năng đắc đạo được ngay trong đời này, thì dù cái con đường có xa xôi cách trở bao nhiêu thì hôm đấy ngài cũng sẽ đi đến đó bằng cái bộ hành hoặc là bằng cái năng lực thần thông của mình. Ngài nhất định chắc chắn sẽ đi đến đó để dùng một cái phương tiện để mà thuyết lên một cái thời pháp, hoặc để dẫn dắt cái người đó, để giảng pháp cho người đó, để người đó giác ngộ ra các sự thật, người đó có thể chứng được cái đạo quả, sơ quả, nhị quả hay tam quả. Bởi vì ngài thấy chắc chắn được cái điều đó sẽ xảy ra, cho nên là ngài đã thuyết giảng và đã tế độ chúng sinh để không bỏ sót những ai, những chúng sinh nào có nhân duyên đối với những cái giáo pháp, đối với cái con đường giác ngộ này. Thì đấy là vì Đức Phật thấy rõ như thế, Đức Phật có những cái năng lực trí tuệ như vậy, nên là ngài mới làm được những cái việc như vậy. Nên là ngài mới là một cái bậc có những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng những cái một cái bậc thánh nhân cao thượng như vậy. Này Sariputta, có 5 loại sanh thú. Này Sariputta, có ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy, nói và nói Sa-môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có chi tiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh. Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuộc trắc nghiệm. Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, tỳ kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu định, thành tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh trí ngay trong hiện tại. Này Sariputta, ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên.
Đấy là nói về năm cái sanh thú khác nhau, và Đức Phật là một bậc liễu thông cái con đường đi đến năm cái sanh thú khác nhau. Và cái phần tiếp theo của bài kinh này, Đức Phật nói về các cái pháp tu khổ hạnh. Đấy, Đức Phật hiểu rõ, thấu rõ những cái pháp tu khổ hạnh, và Ngài đã nói lên những cái kinh nghiệm của Ngài đã từng trải qua, đã từng tu tập những cái pháp tu khổ hạnh. Và những cái pháp tu khổ hạnh này Ngài khẳng định nó là vô ích. Thực ra ở trên đời này sẽ có hai cái con người, có hai cái con đường đi sai lầm, và có hai cái hạng người sẽ đi sai lầm ở trên cuộc đời. Một là một cái người sống ưa thích dục lạc, thích những cái khoái lạc của các cái giác quan, chạy theo những cái dục lạc ở trên cuộc đời, thích hưởng thụ những cái niềm vui thú ở trên cuộc đời. Đó được gọi là cực đoan thứ nhất, đó là một của một cái người thích hưởng thụ những cái dục lạc ở trên đời. Thì cái người này sẽ là một cái người đi vào con đường hạ nhiệt thấp kém, rơi vào đọa xứ ác thú địa ngục, không thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân cao thượng, con đường ấy không thể tiến hóa. Cái chúng sinh ấy là hạ nhiệt thì không tiến hóa. Và một cái hạng chúng sinh thứ hai đó là sợ hãi những cái dục lạc này, nhàm chán những cái dục lạc này, đi tìm một cái con đường cao thượng hơn là cái con đường dục lạc đấy, thì họ lại đi tìm một cái con đường đó là tu khổ hạnh, thực hành những cái pháp môn tu khổ hạnh ép xác, và họ nghĩ rằng cái con đường ấy, cảnh giới ấy sẽ đi đến cái sự hạnh phúc ở trong tương lai. Họ chấp nhận cái đời sống kham khổ ở hiện tại này để mong cầu cái sự hạnh phúc tối thượng ở tương lai. Thì Đức Phật cũng tuyên bố rằng đó là một con đường sai lầm. Và những cái người nào thực hành những cái hạnh ấy và tin tưởng vào những cái hạnh ấy, thì những cái người đấy, con đường ấy, đạo lộ ấy cũng sẽ đi vào đọa xứ, đi vào địa ngục, đi vào khổ đau, không có lợi ích gì hết. Và trong cái phần này thì Đức Phật đã nói nên về, không phải là Đức Phật chỉ nói suông, mà là Đức Phật đã từng trải nghiệm qua trong vì cái túc mạng trí của mình, Ngài nhớ lại vô số những cái kiếp sống trong quá khứ, và Ngài cũng đã chịu ảnh hưởng bởi những cái văn hóa này, những cái tư tưởng này, những cái quan niệm này, cho nên là Ngài cũng đã từng tu những cái pháp môn này, không phải là trong quá khứ mà ngay trong cái đời hiện tại, trước khi thành Phật, ngay khi đã phát nguyện đi xuất gia rồi mà Ngài cũng còn mất 6 năm trời tu khổ hạnh. Và đó là cái con đường tu sai lầm. Trước khi mà tu khổ hạnh, Ngài là một cái khi còn sống ở cái đời sống thế gian thì Ngài hưởng thụ những cái dục lạc ở trên cuộc đời này một cách rất là sung mãn, những cái dục lạc hưởng thụ cái ngũ dục thế gian. Rồi sau khi đi tu khổ hạnh thì Ngài lại tu khổ hạnh một cách quá là cùng cực ép xác, thì hai cái con đường này Ngài cũng thấy đều là sai lầm, và không thể đạt được những cái pháp thượng nhân chí kiến thủ thắng. Mà để đạt được cái pháp thượng nhân chí kiến thủ thắng của một bậc thánh nhân là phải đi vào con đường trung đạo, là phải thực hành theo trung đạo, như một cái người đánh đàn, dây đàn trùng quá không thể được, dây đàn căng quá cũng không được, mà dây đàn nó phải ở cái mức trung bình. Thì con đường trung đạo là như thế, không hưởng thụ dục lạc quá, cũng không có tu khổ hạnh ép xác quá, mà phải tu ở cái mức độ vừa phải, vừa phải với cái căn cơ của mình, với cái khả năng của mình. Tránh hai cái cực đoan, đó là hưởng thụ dục lạc quá mức và ép xác tu khổ hạnh quá mức cần thiết. Nên là Đức Phật dạy này Sariputta, ta thắng chi phạm hạnh, đầy đủ bốn hạnh, về khổ hạnh ta khổ hạnh đệ nhất, về bần uế ta bần uế đệ nhất, về yếm ni ta yếm ni đệ nhất, về độc cư ta độc cư đệ nhất. Thì đấy là nói về khổ hạnh. Ở đây Đức Phật nói về cái sự thực hành những cái khổ hạnh này, thực hành cái hạnh bần uế đó là ăn bẩn, thực hành cái hạnh yếm ni sa nỉa, thực hành một cái hạnh độc cư là ở một mình, và thực hành những cái hạnh ăn ít. Thì Đức Phật đã từng thực hành những cái hạnh này, và Ngài thấy những cái hạnh này vẫn đi vào đọa xứ, không đi đến cái đạo quả. Thứ nhất nói về khổ hạnh, Đức Phật nói này Sariputta, ở đây khổ hạnh của ta như sau: ta sống lõa thể, sống phóng túng, không theo khuôn phép, niếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn từ đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá ăn thịt, không uống rượu men rượu nấu, ta chỉ nhận ăn ở một nhà một miếng, hay chỉ nhận ăn từ hai nhà cho đến bảy nhà, hoặc là chỉ ăn đến bảy miếng, ta nuôi sống bằng một chén cho đến bảy chén. Như vậy ta sống theo hạnh tiết chế ăn uống,
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn cỏ lúa để sống, chỉ ăn lúa tắc gạo nứt, ăn hột cải, ăn da vụn, ăn chấu, uống nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn những cái trái cây rụng để sống, mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các loại khác, mặc cái vải tẩm niệm quăng đi, mặc y phấn tảo, mặc vỏ cây, mặc áo da, mặc áo thành từng cái mảnh da, hay là ta nhổ râu tóc theo cái tập tục sống nhổ râu tóc, thường đứng hay là không dùng, không ngồi, hoặc là ngồi trọ họ, tinh tấn theo hạnh con chó, làm lấy gai làm giường, nằm ngủ trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, nằm ngủ trên đất, nằm trần, hay là thường nằm ngủ một bên hông để bụi bám và nhơ nhớp che trên mình, ngủ ở ngoài trời theo hạnh bạ đâu nằm đấy, ăn các cái đồ uế vật, sống không uống nước lạnh theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, như vậy theo cái hạnh hành hạ dày vò thân thể bằng nhiều cái cách khác nhau. Đấy là cái hạnh tu khổ hạnh, tức là đây là Đức Phật nói một cách vắn tắt thôi, chứ còn Ngài đã dừng tu khổ hạnh rất là nhiều đời, nhiều kiếp, có những cái kiếp như vậy, có những cái kiếp thì tu bằng cái hạnh tiết chế cái sự ăn uống như vậy, tiết chế về cái chỗ ở như vậy, tiết chế về cái đồ mặc như vậy, đấy là tức là tiết chế về những cái nhu cầu cần dùng trong bản thân. Thì thường thường ở đời thì người ta thường là thích ăn uống ngon lành, no nê đầy đủ, thì đấy là tham dục ở đời. Và một cái người nghĩ là mình tránh cái tham dục này bằng cái cách đó là mình ăn ít nhất có thể, thì cả hai cái con đường này đều là sai lầm. Ăn nhiều cũng là sẽ sinh ra tham ái đắm nhiễm vào cái ăn, nhưng mà một cái người tiết chế ăn đến mức cùng cực khổ hạnh như vậy thì lại cũng là một cái sai lầm tiếp. Cái người đấy cũng sẽ chỉ làm kiệt quệ cái sức lực của mình và mình cũng không đạt được cái gì cả. Cho cái người nào mà tham về mặc, muốn mặc nhiều cái bộ đồ để ve vãn, để làm cho cái thân mình nó đẹp lên, để mê hoặc mình, mê hoặc người, thì đấy cũng là một cái dục lạc, đấy là một cái con đường, đấy nó là một cái cực đoan thứ nhất. Mà một cái người từ bỏ tất cả những cái đồ dùng đấy, thậm chí là có người sống lõa thể không mặc quần áo trần truồng suốt đời, thì đấy cũng là một cái cực đoan mà không cần thiết, cũng là một cái sự sai lầm. Thì Đức Phật thì ở trên cuộc đời này, vì có nhiều cái ngoại đạo người ta cho rằng cái lối sống khổ hạnh này sẽ làm cho cái người đấy sẽ trở thành một cái bậc thánh nhân nhờ những cái pháp tu khổ hạnh này. Thì Đức Phật đã muốn nói rằng là Đức Phật đã từng trải qua những cái hạnh đấy, đã từng sống những cái hạnh đấy, và vì những cái hạnh đấy nên chết đọa vào địa ngục, chả lợi ích gì cả. Cho nên là Đức Phật muốn nói rằng đừng có hành theo cái hạnh khổ hạnh sai lầm như thế. Đó là một cái lối tu khổ hạnh không cao thượng. Đấy là một cái sai lầm. Và một cái sai lầm nữa Đức Phật nói rằng này Sariputta, ở đây hạnh bẩn uế, có hạnh bẩn uế như sau: trên thân ta bụi bặm chất đầy nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng, như gốc cây bụi bặm chất đầy nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Cũng vậy này Sariputta, trên thân ta bụi bặm đầy nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Này Sariputta, ta không nghĩ rằng với tay của ta hãy phủi sạch bụi bặm này, hay những người khác với tay của họ sạch bụi bặm này. Này Sariputta, ta không nghĩ như vậy. Đó là cái sự bẩn uế của ta. Tức là có những khi có kể cả đời không tắm một lần nào hết, cứ để cho những cái bụi bặm nó bám ấy ở trên người này, và nó cứ thành những cái mảng lớn nó đeo bám ở trên người này, hết năm này qua năm khác, ngày không cần sủi những cái bụi ấy đi, mà cũng không có cho ai sủi những cái bụi ấy đi, cứ để sống với những cái nớp bụi bặm như thế, giống như là một cái con trâu, con bò hay một cái con gì đó hàng chục năm nó không tắm, và những cái nớp ghét nó cứ mọc ra đầy trên thân như vậy. Và có cái người nào nói rằng cái nối tu khổ hạnh, nối tu bẩn uế này là cái nối thánh, một cái đời sống thánh thiện, thì Đức Phật cũng đã từng trải qua rồi. Em nói là trong quá khứ ngày đó cũng đã từng trải qua như thế. Và những cái sự tu đấy chẳng mang lại lợi ích gì cả, nó chẳng đem lại cái pháp thượng nhân gì hết, nó không thể đắc được thiền thông hay đạo quả gì hết. Thì đó là một con đường sai lầm mà còn đi vào đọa xứ nữa. Đấy là cái hạnh bẩn uế. Thì Ngài cũng đã từng tu những cái hạnh bẩn uế đó đệ nhất trên đời rồi, mà không ai có thể sống một cách bẩn thỉu hơn nữa. Thế thì trên đời nếu bây giờ người ta vẫn còn có những quan niệm như vậy, có những tư tưởng như vậy, người ta nghĩ rằng phải tu khổ hạnh
ép xác giày vò thân thể mới là đúng. Có những người người ta nghĩ rằng phải sống với cái hạnh bần uế bẩn thỉu, không có quan tâm gì đến cái thân thể này nữa thì mới là tốt. Thì cả những cái đấy thì Đức Phật nói rằng những cái pháp đấy cũng không cao thượng, không tốt, đó là hạn điệt. Còn pháp yếm ni này Sariputta, thế này là sự yếm ni, ta tỉnh giác đi tới, tỉnh giác đi lui, an trú lòng từ cho đến một giọt nước với tâm tư mong rằng ta không làm hại một chúng sinh nhỏ nào trong những cái ác đạo của họ. Này Sariputta, đó là cái sự yếm ni của ta. Yếm ni tức là tránh không làm hại đến một cái chúng sinh nào, ngay đến một cái giọt nước nhỏ xuống cũng không, cũng mong rằng không làm hại đến một ai. Tức là đôi khi sợ có những cái chúng sinh nhỏ bé ở dưới này mà một cái giọt nước trên người mình cũng có thể làm ảnh hưởng đến họ. Thế có những cái người người ta tu những cái hạnh đấy, người ta sợ, người ta không đi ở trên đường, người ta luôn luôn phải nò dò từng bước, người ta sợ đạp vào những cái chúng sinh khác. Thế nên là có những cái người ta luôn luôn sợ rằng những cái chúng sinh ở trong không khí thì nó sẽ bay vào trong miệng mình, cho nên người ta có thể lấy cái gì đó người ta bịt miệng lại. Rồi là có nhiều những cái cách khác để người ta sống như thế, để người ta mong rằng không làm hại đến một cái chúng sinh nào. Thì có những cái người nghĩ rằng trên đời cái người nào sống bằng cái hạnh như thế, đấy là cái hạnh thánh thiện, đó là bậc thánh nhân. Thì Đức Phật cũng đã từng tu cái hạnh yếm ni đó đến cái đệ nhất, đến cái sự cao thượng nhất rồi. Ngài thấy rằng cái điều đó cũng không đem lại lợi ích. Cái hạnh độc cư thì độc cư tức là sống một mình, sống tránh xa những cái nơi ồn ào, sống tránh xa những cái người khác để mình chuyên tâm tu tập một cái pháp gì đó cho nó thuận lợi. Thì Đức Phật đã từng tu cái hạnh độc cư đệ nhất như thế này. Này Sariputta, thế nào là hạnh độc cư của ta? Này Sariputta, ta đi sâu vào khu rừng, an trú ở chỗ đấy. Khi thấy một người chăn bò, một người mục xúc, một người cắt cỏ, hay một người đốn củi, một người thợ rừng, ta liền chạy từ rừng cây này qua rừng cây khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Để ta nghĩ rằng, mong rằng họ đừng có thấy ta và mong rằng ta đừng thấy họ. Này Sariputta, giống như một con thú thấy một người liền bỏ chạy từ rừng này qua rừng khác. Thì đấy là một cái hạnh độc cư của Đức Phật, tức là độc cư đến cái mức độ mà không muốn gặp một ai, không muốn thấy một ai, giống như một con thú nhìn thấy người bỏ chạy. Thì lúc đấy Ngài thực hành cái hạnh độc cư. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái tư tưởng, có những cái giáo thuyết dạy rằng muốn thành tựu được những cái pháp thượng nhân, muốn sống một cái đời thánh thiện thì phải sống cái hạnh độc cư, nánh xa mọi người như thế. Thì Ngài cũng sống cái hạnh độc cư như thế. Ngài cũng đã từng trong, đấy là trong những cái đời quá khứ, trong lúc còn hành Bồ Tát đạo, và có lúc Ngài cũng đã thực hành những cái pháp của ngoại đạo như vậy. Và Ngài cũng đã hành cái hạnh độc cư đến cái sự đệ nhất như vậy mà nó không có thành tựu gì cả. Cho nên là bây giờ Đức Phật vẫn dạy cái hạnh tu khổ hạnh như là các cái hạnh đầu đà. Ngài vẫn hạnh tu khổ hạnh, nhưng khổ hạnh nó có mức chừng mực thôi, nó vừa phải thôi, không phải là khổ hạnh quá mức. Ngài vẫn dạy những cái pháp yếm ni, nhưng mà yếm ni nó cũng có chừng mực thôi, không phải là quá mức. Ngài vẫn dạy cái hạnh độc cư, nhưng mà bây giờ sống mỗi người phải ở một cái tịnh thất riêng, ở một cái trú xứ không quá gần nàng, đấy là độc cư, nhưng cũng không quá xa nàng. Vậy nên là không quá thân cận, thân thiết, không quá là sống hòa nhập với đời, nhưng cũng không cần quá xa đời. Nó thì nó có cái giới hạn, nó vừa vừa, thì đấy mới là trung đạo. Còn cái lúc mà chưa ngộ ra cái con đường trung đạo thì Ngài đã hành một cái hạnh cực đoan, đó là độc cư, là cứ nhìn thấy ai cũng bỏ chạy, nhìn thấy ai bỏ chạy, không muốn gặp ai, xa lánh tất cả mọi người trên cuộc đời này. Thì lúc đấy giống như là hành cái hạnh của những cái con thú luôn luôn sợ hãi con người, và cái hạnh đó không đem đến cái lợi ích. Rồi đến cái hạnh bất tịnh của Đức Phật, hạnh mà ăn những cái đồ ăn bất tịnh. Thì Đức Phật dạy rằng, này Sariputta, ta bỏ bốn chân đến các chuồng bò, khi các con bò cái đã bỏ đi, khi các con bò không có mặt để ta ăn phân các con bò con, các con bò còn trẻ, các con bò bú, khi nước tiểu và phân của ta còn tồn tại, ta tự nuôi sống với loại ấy. Này Sariputta, như vậy là hạnh bất tịnh thực đệ nhất của ta. Đấy là khi mà ở trên thế gian có những quan điểm cho rằng ăn những cái đồ ăn bất tịnh đó thì bởi vì là một cái người là muốn xa lìa những cái tham dục về ăn mà, cho nên là cứ nghĩ là vì cái người đời người ta thích ăn ngon, nhưng mà một cái người muốn diệt trừ cái tham dục về ăn thì ăn những cái đồ gì nó ghê gớm nhất thì đó là ăn phân bò, hoặc là ăn phân mà uống nước tiểu của chính mình. Thì đó là cái sự bẩn uế đệ nhất, bất tịnh thực đệ nhất.
Thì những cái hạnh bất tịnh thường đấy cũng không đem lại lợi ích gì, mà đó cũng là con đường khiến cho vị đó đọa vào địa ngục. Và Đức Phật cũng không dạy thế. Bây giờ Ngài vẫn dạy là phải tiết chế ăn uống. Tiết chế ăn uống đó là ăn uống có chừng mực, không ăn phi thời, đấy là đủ rồi, chứ không phải là phải ăn uống đến mức kham khổ quá mức. Thế này Sariputta, ta đi sâu vào khu rừng rậm rạp kinh hoàng ở an trú tại ấy. Này Sariputta, tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng ấy, ai còn tham ái vào khu rừng rậm ái ấy, thời lông tóc dựng ngược. Này Sariputta, ta sống trong những đêm đông lạnh lẽo giữa những mồng một. Khi có tuyết rơi trong những đêm như vậy, ta sống giữa trời. Ban ngày trong những khu rừng rậm ấy, ta sống trong những ngày cuối tháng mùa hè. Ban ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng rậm rạp. Sống ở khu rừng rậm rạp. Rồi Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ trước chưa từng được nghe, sau đây được khởi lên. Nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, cô độc sống trong rừng kinh hoàng, trần chuồng ta ngồi không lửa ấm, ẩn sĩ trong lý tưởng năm chiêu. Này Sariputta, ta nằm ngủ trong bãi tha ma dựa trên một bộ xương. Này Sariputta, những đứa trẻ mục đồng đến gần ta, khạc nhổ trên ta, tiểu tiện trên ta, rắc bụi trên ta, lấy que đâm vào nỗi tai. Này Sariputta, ta biết ta không khởi nên ác tâm đối với chúng. Này Sariputta, như vậy là hạnh trú xả của ta. Thì đây là cái này Đức Phật nói về Đức Phật thực hành một cái hạnh chú một cái tâm xả, đó là không yêu không ghét, thực hành một cái hạnh như thế. Đó là cái tâm thản nhiên giữa nóng lạnh đói khát, rồi là cái sự yêu ghét ở trên đời. Thì dù một cái người khác có tôn trọng cung kính đến bao nhiêu, cũng không vì thế mà trở nên tham ái, trở nên đắm nhiễm đối với cái sự tôn trọng cung kính của người. Dù người khác có khinh chê phỉ báng mạ liệt hành hạ đánh chửi bao nhiêu, Ngài cũng không vì thế mà khởi nên cái tâm sân hận với người đó. Hay là dù có nằm trên giường cao bằng vàng bạc, Ngài cũng không vì thế mà thích thú. Hay là có nằm ở những cái nơi nghĩa trang nghĩa địa, nằm lên một cái xác chết khác, bộ xương khác, cũng coi đó là bình thường. Nếu một cái người thực hành được như vậy, đó là gọi là cái người thực hành được cái hạnh tâm xả. Nhưng mà có những cái kiếp hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã thực hành đúng như thế, thực hành, và cái sự thực hành như thế cũng là một cái sự thực hành cực đoan, không cần thiết. Bây giờ một người nào nói là chứng tỏ là tôi là một cái người có cái tâm thản nhiên, không dao động trước mọi cái cảnh gì, rồi đi thực hiện những cái pháp như thế, thì Ngài cũng không có tán thán, mà Ngài vẫn chỉ trích những cái hạnh đó, không cần thiết là phải quá những cái hành cái gì nó quá cái mức độ như vậy. Thế nó gọi là cái hạnh cực đoan về cái hạnh xả. Còn nữa Đức Phật nói về cái hạnh ăn ít. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những cái thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn. Họ nói chúng ta sống nhờ trái táo, và họ ăn trái táo, họ ăn bột táo, họ uống nước trái táo dưới nhiều hình thức. Này Sariputta, tạ sự xưng ta sống chỉ ăn một trái táo. Này Sariputta, có thể các ngươi nghĩ cái táo ngày ấy to lớn. Này Sariputta, chớ hiểu như vậy, trái táo thời ấy chỉ giống với trái táo hiện tại. Thế tức là cái ngày đấy Đức Phật cũng ở những cái, trong những cái sách vở của những cái đạo giáo tôn giáo ấy, người ta dạy rằng một cái người thanh tịnh, một người muốn trở nên thanh tịnh thì chỉ ăn táo thôi, uống nước táo, cái gì cũng dùng bằng táo. Thì Ngài chỉ sống một ngày bằng một quả táo, mà sống suốt một đời một kiếp như vậy mà cũng chẳng đem lại cái sự thanh tịnh gì cả. Tham nó vẫn khởi lên, sân nó vẫn khởi lên, si mê tà kiến vẫn khởi lên. Thì cái sự đoạn trừ tham sân si tà kiến đấy không phải bằng cái con đường ăn ít hay ăn nhiều, không phải bằng cái con đường ăn cái này hay ăn cái kia. Dù vị đấy có thực hành đến cái sự tối thượng triệt để của một cái pháp môn về ăn uống đấy, nó cũng chẳng đem lại một cái pháp gì cao thượng gì. Rồi Đức Phật lại tiếp, vì ta ăn quá ít, chân tay trở thành như cọng cỏ, như những đốt cây neo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn chân của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ăn quá ít, các xương của ta phô bày ra giống như một chuỗi banh. Vì ăn quá ít, xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột nhà sàn hư nát. Vì ăn quá ít nên con người của con mắt long lanh sâu thẳm ở trong lỗ con mắt. Vì ăn quá ít nên đầu của ta trở nên nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng, và đắng bị cắt lại bởi chín bởi cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Này Sariputta, nếu nghĩ rằng ta hãy sở ra bụng thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nghĩ rằng ta sở xương sống thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ăn quá ít, này Sariputta, da bụng của ta bị bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu nghĩ ta đi đại tiểu tiện thì ta sẽ ngã úp mặt ở chỗ đấy. Vì ăn quá ít, này Sariputta, ta muốn thoa dịu thân thể
lấy tay chân xoa bóp thì những cái lông tóc ở trên người ta rơi rụng ra khỏi thân. Thì cái hạnh này Ngài cũng đã từng thực hành ở trong quá khứ nhiều lần, nhưng mà ngay cái đời hiện tại trước khi thành Phật này, 6 năm tu khổ hạnh, Ngài cũng đã thực hành cái hạnh ăn ít này. Mỗi ngày ăn một hạt mè, một hạt gạo, và Ngài cũng đã trở nên cái thân hình tiều tụy y như thế. Bây giờ trong các chùa còn thờ những cái ảnh mà Đức Bồ Tát lúc mà chưa thành đạo, gọi là đang ngồi tu khổ hạnh ấy, chỉ còn mỗi da bọc xương thì đã từng thực hành cái hạnh này. Không phải là hiện tại đâu, mà trong quá khứ đã từng tu tập cái hạnh này rất là nhiều rồi, để trở thành một vị Phật ấy. Ngài cũng đã từng tu như thế, Ngài đã từng thực hành như thế. Những cái hạnh ăn ít như vậy này, Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có chủ thuyết như sau: sự thanh tịnh nhà đạt được nhờ món ăn, họ nói chỉ ăn đậu xanh hay là ăn một hạt mực vừng, hạt mè, thì ta sống ăn một hột gạo này Sariputta, hột gạo ngày ấy cũng chỉ như hột gạo bây giờ. Tức là nếu như có người nào nói rằng muốn được thanh tịnh, diệt được tham sân si thì hãy ăn mỗi ngày một hạt gạo thôi, thì mà cái lúc thực hành Bồ Tát đạo, Ngài cũng đã từng thực hành cái hạnh này suốt một cái đời sống đấy, một cái thời gian dài đấy, ăn mỗi ngày một hạt gạo cho nên thân thể trở nên tiều tụy mà cũng không đạt được cái sự thanh tịnh thân tâm gì hết. Hay là nói rằng mỗi ngày chỉ ăn một hạt vừng thì Ngài cũng đã từng sống như thế, mỗi ngày ăn một hạt vừng, vì ăn quá ít như thế thì thân thể chỉ có trở nên tiều tụy và cái thân trở nên khô kiệt mà vẫn không thành tựu được những pháp thượng nhân. Ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân, không có chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương tiện ấy không chứng được pháp thượng nhân. Với thánh trí tuệ, chính thánh trí tuệ này chứng được thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, có thể người dẫn thực hành hướng đến diễn diệt tận khổ đau. Thì Đức Phật khẳng định là tất cả những pháp tu khổ hạnh đấy đều có trong kinh điển của những cái ngoại đạo tà giáo thời bấy giờ. Và Ngài đã từng trải qua như thế, Ngài khẳng định là những con đường đấy không thành tựu được pháp thượng nhân, mà chỉ có chính thánh pháp này. Tức là khi Ngài giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác, thuyết ra cái diệu pháp bát chánh đạo này, người nào có thực hành bát chánh đạo, có thực hành theo trung đạo, có thực hành theo các cái phẩm trợ đạo này, ba bảy phẩm trợ đạo ấy mới là cái con đường đi đến Niết Bàn, mới chấm dứt khổ đau, mới đạt được cái chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh mà thôi. Còn những cái luận thuyết ở trên đời, có khi người ta nói rằng là trong những cái đạo đấy, trong những cái tôn giáo ấy, có những cái chủ thuyết họ nói rằng một chúng sinh sẽ đi luân hồi ở trong một thời gian dài, 84 đại kiếp hay 84 kiếp hoặc 84.000 kiếp rồi cũng sẽ hết. Tức là có thể luân hồi lúc ấy, sinh lên sinh xuống, nhưng mà đến một lúc nào đó đi đến tột cùng rồi cũng chấm dứt mà thôi. Thì ở đây Đức Phật cũng đả phá cái tư tưởng này. Ngài nói rằng này Sariputta, một số bà la môn có chủ thuyết, có những kiến giải là sự thanh tịnh đạt được nhờ luân hồi. Này Sariputta, không dễ gì tìm kiếm được sự luân hồi mà xa xưa ta từng trải qua trong một thời gian dài, trừ khi các vị tịnh, chỉ trừ các cái cõi tịnh cư thiên là chưa sinh đến mà thôi. Này Sariputta, có một số sa môn bà la môn có chủ thuyết như sau: sự thanh tịnh đạt được nhờ sanh khởi. Này Sariputta, không dễ gì tìm được một cái sanh khởi mà xưa kia ta chưa từng trải qua trong một thời gian dài, trừ ở cái cõi tịnh cư thiên. Tức là ở đây là Ngài chỉ nói cõi tịnh cư thiên thì chỉ có bậc thánh bất lai mới sinh đến, còn địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, cõi nhân gian, cõi thiên giới, cõi phạm thiên thì Đức Phật đã từng trải qua hết trong vô lượng vô số kiếp rồi. Với cái túc mạng trí của một bậc chánh đẳng giác mà có thể nhớ đến từ một kiếp, 10 kiếp, 100.000 đại kiếp, hàng A tăng kỳ kiếp và vô số A tăng kỳ kiếp không có giới hạn, mà nhìn thế, nhìn thấu về quá khứ như thế, nhưng không thể nhìn được những kiếp quá khứ cuối cùng, không phải dừng lại ở cái con số 84.000 mà nó gấp hàng trăm triệu triệu lần như thế nữa, cũng không hết được những kiếp quá khứ đã đi qua. Thì những cái đời quá khứ, những cái vòng luân hồi nó dài như thế, nó bất tận như thế, chứ nó không hề có giới hạn. Không hề nói rằng chỉ có 84.000 kiếp rồi nó dừng lại và nó sẽ chấm dứt, mà Ngài đã từng thấy nó vô lượng vô biên vô số những cái kiếp đã từng trải qua như vậy. Nhưng cái luân hồi nó không hề dừng lại ở cái con số cố định nhất định nào cả. Cho nên là cái tư tưởng, cái chủ thuyết cho rằng con người cứ luân hồi một thời gian, đến cùng lắm là đến 84.000 kiếp thì sẽ dừng lại, thì điều đó không đúng. Thì Đức Phật lại có cái chủ thuyết khác nữa cho rằng: này Sariputta, có một số sa môn bà la môn có chủ thuyết như sau, có kiến giải như sau: một thiếu niên còn trẻ tuổi, tóc đen nhánh, khí huyết sung mãn trong tuổi thanh xuân, người ấy sẽ có được cái trí tuệ biện đài tối thượng,
Nhưng khi người ấy giả cảo niên cao nạp lớn thì cái trí tuệ đấy nó sẽ mất đi. Ý muốn nói rằng là một cái người ở trên đời này, người ta có thể có những cái tài biện luận, có thể thuyết giảng ra được những cái giáo pháp cao siêu, lập luận những cái điều cao siêu, đó là do người ta còn là cái người tuổi trẻ. Còn khi nào về già rồi, não hóa rồi thì họ sẽ mất cái trí tuệ đấy đi, họ sẽ trở nên lú lẫn, họ sẽ quên mất, họ sẽ không nói được, không biện luận được như những cái lúc còn trẻ nữa. Thì ở đây Đức Phật khẳng định rằng nay Ngài đã đến một cái tuổi rất là cao, ông đã 80 tuổi rồi. Nay ta đã già, niên cao nạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời. Nay ta đã 80 tuổi, này Sariputta ở đây. Nếu có bốn vị đệ tử tuổi thọ đến 100, đã sống 100 tuổi, thành tựu chánh niệm đệ nhất, thành tựu chuyên tâm đệ nhất, thành tựu tinh cần đệ nhất, đầy đủ trí tuệ biện tài tối thượng. Này Sariputta, ví như có một cái người bắn cung thiện xảo, có huấn luyện khéo tay thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn ngang qua bóng một cây tana cũng vậy. Những vị này với chánh niệm đệ nhất như vậy, được thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng như vậy, nếu những vị này đến hỏi ta nhiều lần về một câu hỏi về bốn niệm xứ, và nếu ta được hỏi nhiều lần như vậy phải giải thích cho họ hiểu, và nếu họ được ta giải thích như vậy có thể hiểu như ta đã giải thích, và nếu họ không hỏi ta những cái vấn đề phụ thuộc về vấn đề khác, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đại tiểu tiện, trừ khi ngủ, đấy lại sức này Sariputta, đều dầu vậy sự thuyết pháp của Như Lai cũng không đoạn hoàn toàn chấm dứt, sự giải thích pháp cú của Như Lai cũng chưa hoàn toàn chấm dứt, sự trả lời các câu hỏi của Như Lai hoàn toàn cũng chưa hoàn tất. Mà bốn đệ tử của ta tuổi thọ đến 100 tuổi, đã sống 100 tuổi, đã từ trần 100 năm, này Sariputta, nếu ông có gánh ta trên giường đi đến chỗ này chỗ kia thì trí tuệ biện tài của Như Lai không có gì thay đổi. Này Sariputta, nếu ai nói một cách thì đấy là Đức Phật muốn nói rằng là cái trí tuệ mà cái những cái giáo thuyết khác người ta nói là chỉ có tuổi trẻ mới có, tuổi già không có, thì điều đó cũng hoàn toàn sai. Vì cái lúc này Đức Phật đã 80 tuổi rồi, nhưng nếu như mà để có thể thuyết pháp, để có thể biện luận, để có thể giảng giải, giải thích những cái giáo pháp của Ngài, Ngài có thể giảng giải suốt 100 năm liên tục không ngừng nghỉ, Ngài có thể làm được việc đó, chỉ trừ khi đi đại tiểu tiện, trừ khi phải ngủ nghỉ, trừ khi ăn uống để lấy lại sức. Thì cái điều đó là bắt buộc đối với một cái con người, mình không thể nào mà không ăn uống, không ngủ nghỉ được. Chứ còn Ngài có thể nói suốt, nói từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này đến ngày khác, năm này đến ngày năm khác, có mà trải qua đến 100 năm, Ngài cũng không bao giờ có, không bao giờ cạn được những cái biện tài của mình. Đấy là những cái năng lực về trí tuệ, về sự biện luận, về cái khả năng thuyết pháp, không dựa vào tuổi tác, mà bởi vì là Ngài đã giác ngộ, Ngài bởi vì là cái trí tuệ Ngài không có giới hạn, cho nên là Ngài nói không bao giờ có giới hạn hết, muốn nói bao nhiêu cũng được. Đấy là cái đả phá cái thuyết nói rằng cái trí tuệ của con người là do tuổi tác tạo thành. Thì đây là trí tuệ của Ngài là do tu luyện, do các ba la mật nó tạo thành, do cái sự chứng đắc đạo quả nó tạo thành, chứ không phải là nhờ vào cái tuổi trẻ mà nó có. Nên là Đức Phật nói một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Vì ấy sẽ nói về ta một cách chân chánh như sau: một vị hữu tình không bị chi phối bởi si đấy, bởi các cái điều như trên, chư thiên và loài người lúc bấy giờ tôn giả Naga Samana đứng sau Thế Tôn quạt cho Ngài, và tôn giả Naga Samana bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, sau khi nghe pháp môn này nông tóc con dựng ngược. Bạch Thế Tôn: pháp môn này nên đặt tên là gì? Này Naga Samana, do vậy pháp môn này được gọi là pháp môn nông tóc dựng ngược, các ông hãy thọ chỉ như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Naga Samana hoan hỉ tín họ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đại Kinh Sư Tử Hống thứ 12. Thì đây là chấm dứt cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống đó. Thì đấy là những cái pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng nên vì cái trí tuệ của một cái bậc A-la-hán sánh đẳng giác. Chấm dứt cái phần nội dung của cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống. Bây giờ xin sẽ trả lời các câu hỏi.
Dạ, con bạch sư ạ. Hôm nay có 36 câu hỏi. Dạ vâng ạ. Dạ, con bạch sư ạ. Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Tấn ạ. Dạ, con bạch sư, Đức Phật Gotama có thọ ký cho vị nào sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai không ạ? Trong tương lai thì nói đến cái sự thọ ký rõ ràng chi tiết thì Đức Phật không nói, nhưng mà trong một số bài kinh thì Đức Phật có nói rằng trong cái đời hiện tại, trong cái kiếp, trong cái đại kiếp này, tức là trong cái đại kiếp này sẽ khi mà tuổi thọ của con người sẽ tăng đến 84.000 tuổi, lúc đấy sẽ có một vị Phật chánh đẳng giác ra đời, đó là Phật Mét Tế Giá, tức là Phật Di Nặc. Thì có một vị Phật sẽ ra đời, đó là Phật Di Nặc. Đó cũng cũng có thể được coi, vì Đức Phật Di Lặc này không phải bây giờ mới tu, mà đã từng tu tập từ rất nhiều đại kiếp rồi. Có thể là Đức Phật Di Lặc này đã từng tu tám A Tăng nghịch kiếp, hay 16 A Tăng nghịch kiếp, 100.000 đại kiếp trước rồi cơ. Có thể đã từng tu trước cả Đức Phật Bổn Sư nữa cơ, nên là đã từng được thọ ký rồi, chứ không phải là bây giờ ngài mới thọ ký. Tức là ngài, các vị Phật đã từng được thọ ký từ rất lâu rồi. Cho nên, nhưng mà Đức Phật cũng nói nên là trong đại kiếp này sẽ còn một vị Phật nữa, đó là Phật Mét Tế Giá sẽ ra đời, đó gọi là một cái lời tiên tri, chứ không phải là một cái sự thọ ký cho một cái vị tương lai sẽ thành Phật. Đó, còn Đức Phật có chính thức thọ ký cho một vị nào mà tương lai sẽ thành Phật hay không thì cái điều này sư cũng chưa có đọc đến, sư cũng không biết. Mà lúc nào gặp một vị Tam Tạng nào đó có thể hỏi, hoặc là một vị nào mà học hết tạng kinh tạng luận có thể biết được cái điều đó. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, sư có rằng là Đức Phật hoặc người có chứng đắc có thể nhìn thấy nhiều kiếp trong vị lai của một người. Dạ, việc nhìn như vậy là chỉ tại thời điểm nhìn phải không ạ? Nếu người đó có tu tập hoặc tạo nhiều thiện nghiệp sau đó thì các kiếp vị lai đó sẽ thay đổi, có phải không ạ? Con xin thiên sư ạ. Đức Phật chỉ nói về cái vị lai của một cái người, mà cái người đó chắc chắn những cái nghiệp đấy nó sẽ cho ra cái quả là vị lai đấy. Tức là một cái vị lai, những cái quả thì nó có thể thay đổi, nhưng có một số quả nó không thể thay đổi. Ví dụ như là một cái người đã phạm vào ngũ nghịch trọng tội thì vị đấy chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, không địa ngục này thì địa ngục khác mà thôi, chứ không thể tránh khỏi được. Thì cái điều đó là thấy được cái vị lai của một vị, vì chắc chắn cái hành nghiệp đấy nó sẽ cho ra cái quả báo như vậy, không thể thay đổi được. Còn có một số những cái vị lai khác mà nó chưa cố định thì Đức Phật sẽ không tuyên bố và không nói nên. Còn những cái vị lai gì đó mà nó có sự cố định, ví dụ như là một vị Bồ Tát này sẽ thành Phật, thì đó là một cái vị lai cố định. Một cái vị này tương lai sẽ là một vị Thượng Thủ Thanh Văn, Đại Thanh Văn, hay là ngài cũng nói là tương lai Tỳ Bà Đạt Đa sẽ trở thành một cái vị độc giác Phật, hay là Vua A Xà Thế cũng sẽ trở thành một vị độc giác Phật. Thì đó là một cái tương lai nó đã cố định, bởi vì các vị ấy đã tu suốt cả hai A Tăng kỳ kiếp rồi, thì thêm 100.000 đại kiếp nữa là sẽ thành tịnh. Thì vì Đức Phật thấy được những cái nhân quá khứ như vậy nó sẽ cho ra cái quả ở tương lai như vậy, cho nên ngài chỉ tuyên bố những cái gì nó đã chắc chắn, còn cái gì còn mơ hồ thì Đức Phật không nói đến. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho con làm thế nào để leo luyên Phật Pháp tới cha mẹ và người thân. Dù người thân của con vẫn làm lành, tránh ác nhưng không nghe giảng Pháp. Trong gia đình nếu có người thực hành theo chánh Pháp, tu theo lời Phật dạy thì năng lượng đó có tác động được đến người thân không ạ? Con xin sư cho con lời khuyên với hàng Phật tử tại gia lớn tuổi. Nên nghe pháp nhiều hay thực hành nhiều khi đã lớn tuổi và thời gian không còn nhiều ạ? Vì cái sự thực hành của mình sẽ có ảnh hưởng tốt nhất, nên là muốn cảm hóa người khác thì mình hãy thực hành trước đi. Mình có sự thực hành, có thành tựu rồi thì lúc đấy mình mới có cái sự lan tỏa ảnh hưởng tốt nhất, không gì bằng. Còn nếu mình chưa thành tựu thì mình phải biết cách dẫn dắt những người thân của mình đến những cái người mà có
cái năng lực đấy, có cái khả năng có thể giảng dạy cho người khác tu tập được, và nó còn tùy duyên. Nói chung là mình biết dùng nhiều cái thiện xảo phương tiện để độ một cái người vào đạo. Và cái người lớn tuổi rồi thì nên cũng phải tùy theo cái căn tánh của người đó ưa thích cái gì. Có những người ưa thích tụng kinh thì tụng kinh, có người ưa thích hành thiền thì hành thiền, có người ưa thích làm cái việc phước thì làm phước. Miễn làm sao mình tạo được một cái thiện nghiệp gì đó có thể để cho cái vị đó nương vào đấy mà sinh về cõi này. Nên người con cả những người mà có cái tâm hiếu với những cái cha mẹ thế thì tốt, nhưng mà còn tùy duyên, mình còn làm được đến đâu thì mình hẳn làm thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là Huy ạ. Dạ con xin sư chỉ dạy cho con ngũ ấm ma trong tu tập là gì ạ? Con xin chuyên tự. Ngũ ấm là người ta hay nói về cái ngũ uẩn. Cái từ ngũ ấm này thực ra thì nó ở trên kinh Phát Triển thôi. Chứ trong Nguyên Thủy thì Đức Phật chỉ nói về năm uẩn. Năm uẩn thì nó có cái tham ái, tức là hiểu sai về năm uẩn này. Vô minh cho rằng sắc là ta, là của ta, tự ngã của ta, thọ là ta, của ta, tự ngã của ta, tưởng hành thức đấy là của ta, là tự ngã của ta. Thì do cái sự tham ái, cái vô minh, cái tham ái, cái chấp thủ vào cái năm uẩn này, cho nên được gọi là năm ấm, bởi vì nó ngăn che mà. Nó ngăn che mất cái trí tuệ, làm cho mình không có thấy được cái chân lý, không thấy được sự thật. Hay là một cái người phát triển được trí tuệ thì là cái người đó phải thấy, phải giác ngộ ra được cái năm uẩn này, nó là cái, thấy được tính sinh diệt nó, thấy được sự vô thường của vô ngã của nó, thì đấy là đúng sự thật. Còn nếu một cái người nghĩ rằng nó là thường lạc ngã tịnh, cái người nghĩ năm uẩn là thường lạc ngã tịnh, đấy là bị ngũ ấm nó che mất, nó che nấp đó. Thì đấy, nó chỉ là thế thôi, còn người ta biện luận giải thích lung tung ra nữa. Người ta gọi là ma chướng nọ nọ kia kia, nó là những cái phiền não ở trong tâm con người. Thì người ta gọi là ngũ ấm ma là vậy, vì từ năm uẩn nó sinh ra những cái phiền não, thì gọi là ngũ ấm ma là vậy. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuyết Nhi ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi làm như thế nào để bớt nóng giận ạ. Sư cho con biết làm sao để kiềm chế được cơn giận ạ. Cơn nóng giận sân hận thì nếu như mình để đến lúc nó nóng rồi mình mới kiềm ấy, thì nó giống như là một cái người chờ lúc cháy nhà rồi bắt đầu mới đi dập lửa, thì nó sẽ rất là gian khổ, mà có khi không dập được, có khi nhiều người nhảy vào dập lửa còn chết theo. Thì cần phải dập nó, đề phòng nó ngay từ lúc mà lửa nó chưa cháy thôi, đã phải huân tập được, đề phòng được, đừng để cho lửa nó cháy nữa. Đó là hàng ngày tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì mỗi ngày dành ra 1, 2, 3, 4 tiếng gì đó, nhắm mắt lại ngồi thiền. Xong là mình hướng tâm đến tất cả những người xung quanh mình, tác ý cầu mong cho mọi người thoát khỏi những nguy hiểm. Cứ niệm 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 như vậy, đấy là tâm từ, hoặc là cầu mong cho mọi người thoát khổ về thân, khổ về tâm, hay cầu mong cho mọi người được an vui hạnh phúc. Thì mình phải tu tập làm cho từ tâm của mình nó trở nên sung mãn, nó trở nên mạnh mẽ. Để nó luôn luôn thấy những cái điều tốt ở mọi người, nó không nghĩ đến điều xấu mọi người. Khi cái tâm từ ấy nó mạnh lên rồi thì tâm sân nó sẽ không khởi lên nữa. Tâm sân nó khởi lên là do mình hay nghĩ xấu về người khác, hay nhìn vào lỗi của người khác. Tâm từ nó sẽ khởi lên khi mình thấy những cái điều tốt của người khác. Thì bây giờ mình thay đổi cái cách nhìn nhận, suy nghĩ thì nó cũng bớt đi tâm sân. Không nghĩ xấu về ai nữa, chỉ nghĩ tốt thôi. Không nói xấu ai nữa, chỉ nói tốt mọi người thôi. Không nghĩ xấu về ai, chỉ nghĩ tốt về mọi người thôi. Không làm việc xấu, mình chỉ làm những việc tốt có lợi ích cho mọi người thôi. Thì tâm sân nó hết, tâm từ nó sẽ tăng lên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuyết Nhi ạ. Dạ, con bạch sư, xin đưa cho con hỏi năm thứ ngũ dục là gì ạ? Năm ngũ dục. Ngũ dục ở đây là sắc dục, là con mắt mình tham ái với sắc. Thanh dục là tai mình ái với những cái tiếng ngọt ngào, nịnh bợ hay là du dương ấy. Hương dục là mũi mình tham ái với những cái mùi mà nó hấp dẫn, nó thơm, thọ. Còn vị dục như lưỡi mình nó tham với những cái vị ngon, hấp dẫn mình đi. Xúc dục là cái thân của mình nó thích xúc chạm với những cái cảnh trần, ví dụ như là nó xúc với những cái vật, ví dụ như là mình cứ thích xúc chạm, ví dụ như mình thích mặc những cái quần áo nó êm đẹp, thích nằm những cái giường nó êm đẹp. Đấy là cái sự xúc dục, hay là cái sự xúc
chạm giữa nam nữ, nó tạo ra cái tham dục. Thì đấy nó cũng là xúc dục, đấy nó gọi là ngũ dục là thế. Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Trường ạ. Dạ, con kính Bạch Sư, con sắp chuyển đến nơi ở mới thì con nên làm theo tục cũ là mời thầy cúng về bốc bát hương và làm lễ không ạ? Con luôn muốn sống trong tinh thần làm đúng theo chánh pháp không tà kiến. Con mong sư tử vi giảng dạy giúp con ạ. Chuyển về nhà mới thì có cần lễ bái không? Thì thực ra thì là một cái người mình ở chỗ nào mình sẽ, nếu là một cái người đó mình có thờ Phật ấy, thì khi đến đấy mình lập lên một cái ban thờ Phật, mình tụng một cái thời kinh, hay là hôm đấy mình thọ trì giới, mình tụng kinh rồi mình hồi hướng cái phước này đến các cái vị chư thiên, vị hộ thiện, các cái vị thần linh sống ở cái khu này. Chỉ cần làm như thế là giống như là một cái giống như mình đi đến đâu mình cũng có cái từ tâm rải đến các cái chúng sinh hữu hình vô hình ở đấy. Giống như là mình chuyển đến một cái nơi nào đó ở thì mình cũng phải báo cái hai báo cái hộ khẩu nhân khẩu của mình đến chính quyền địa phương. Thế là một cái người thì mà mình có niềm tin rằng có các cái vị thần linh sống ở cái nơi đất này, thì lúc đấy mình làm một cái việc phước như là tụng kinh, như là bố thí cúng dường thì đó là mình hồi hướng cái công đức đó cho tất cả những cái chư thiên sống ở xung quanh đó, đến tất cả chúng sinh hữu hình và vô hình sống ở đó thì là mới thì cũng được, thì cũng được. Hoặc là một cái người đấy mình sống đúng đạo, mình có sống không có làm việc bất thiện gì thì mình cũng chẳng cần phải no gì về cái việc cúng bái, tự mình làm ấy, tạo ra phước thì nó sẽ có được cái phước này. Còn cái việc mà mời một cái vị thầy về để lễ bái chấn yểm yểm đạo bùa chú để mong cho được tốt đẹp cái này cái kia thì cái đấy nó nặng về cái mê tín quá, nặng về mê tín dị đoan quá, thực ra cái việc đấy không cần thiết. Tự mình bỏ quyển kinh mà tụng cũng được ấy. Mời ông thầy về ông cũng mang kinh đến ông tụng chứ ông ấy đâu có phải là ông ấy mang tiền của gì đến cho mình đâu, hay là ông ấy có tiếp xúc được với mấy ông thần linh thổ địa ở đấy đâu. Ông có bảo được ông là các ông ở đây đừng có bắt nạt cái người này nhá, ông phải phù hộ cho cái người này nhá, vì ông ấy, người này thuê tôi đến đây để nói với các ông như vậy. Có làm được cái chuyện đó không? Chuyện đó là vô lý, không có. Nên là mời các ông ấy tụng kinh cho tự mình cũng tụng đi, thì mình hãy tự làm việc đó. Hôm đấy cái việc tốt nhất là tự mình tụng một thời kinh giữ giới hoặc là làm phước thiện gì đó mà hồi hướng chia phước đến tất cả chúng sinh là đủ rồi, thì nó mới thật sự nó có lợi nặng. Còn những cái làm những cái việc khác thì bỏ qua đi cho nó thảnh thơi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Nguyễn Duy Tuấn ạ. Dạ, thưa sư, có Phật tử hỏi như này, mong sư hoan hỷ lại đáp giúp con ạ. Là thánh quả bất nai Anaham là thánh quả thứ ba, vị ấy đã đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kết sử, trong đó có lục ái, tức là vị đó không còn tham ái cõi lục giới mà chúng ta đang ở này, nhưng còn sắc ái và vô sắc ái, tức là còn tham ái ở cõi sắc và vô sắc ạ. Câu hỏi thắc mắc ở đây là đối với hành giả thuần quán không hành thiền định, tức là không có tứ thiền bát định, không trải qua các tiến trình tâm của cõi sắc và vô sắc, thì tại sao lại có tham ái ở hai cõi này, tức là cõi sắc giới và cõi vô sắc giới? Vậy tham ái hai cõi này là của một vị bất lai thuần quán trải qua sẽ như thế nào ạ? Cả hai vị này sẽ đều có cái tham ái với sắc giới sắc và vô sắc nha, hữu ái vô hữu ái. Bởi vì là một cái vị bất lai, dù cái vị đó là thuần quán không có các cái tầng thiền định, nhưng mà cái tiềm ẩn ở bên trong nó vẫn có cái sự tham ái. Vì trong quá khứ vị cũng đã từng sống ở cõi sắc giới và vô sắc giới rồi. Cho nên là cái tiềm ẩn nó vẫn có, không phải là không có. Và đến cái thời điểm cận tử của vị đấy thì cái tâm nó sẽ tự động nó nhập định. Nó sẽ vào tứ thiền, sắc giới hay vô sắc giới gì đó. Vị đó trong cái sát na cận tử chắc chắn cái nghiệp cận tử nó sẽ khiến cho vị đó trú tâm vào một cảnh gì đó và đắc các tầng thiền sắc giới hay vô sắc giới, rồi vị đó sẽ ước nguyện sinh về cái cõi nào đó ở trong cõi sắc giới hay vô sắc giới mà thôi. Bởi vì vị đó sẽ còn tái sinh vào một trong hai cõi đấy nên vị đó còn tham ái. Không có tham ái thì không thể có tái sinh được. Đó còn có vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ vào cái cõi đó. Điều đó là tự nhiên. Còn có cả hai đều có tham ái như nhau chứ không phải không nhé. Kể cả cái vị không
có tầng thiền thì đến lúc cận tử vị đó cũng sẽ khởi lên một cái tâm thiền và sẽ khởi lên tâm tham ái và khởi và sinh về cái cõi sắc giới đó. Nên là nó vẫn có cái điều đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Liên Hằng ạ. Dạ, thưa sư, con thiền đã hơn năm rồi, từ định giờ sang quán ạ, nhưng tâm vẫn vọng động rất nhiều. Xin sư chỉ dạy cho con cách khắc phục ạ. Con xin chiên sư ạ. Vẫn còn vọng động rất nhiều, thiền nhiều năm rồi. Thực ra thì nếu mà thiền đúng ấy, thì khi mà nhập vào tầng thiền ấy, thì nó không còn vọng động nữa. Còn nếu mà nói rằng là thiền hết xong định rồi chuyển sang quán mà còn vọng động, có thể là sự thực hành thiền nó không đúng. Nó có một cái gì đó bị nầm nẫn ở trong đận. Nên là cái này thì phải xem xét lại cái sự tập thiền định đó, xem lại cái phần thiền định đã thực hành nhé. Còn cái lúc mình xả thiền ra rồi, có thể là cái tâm nó còn năng sang phóng động vào một chút thì có thể có, nhưng mà cái lúc mà mình nhập thiền an trú ấy, thì nó phải rất là định tĩnh và thanh tịnh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đinh Hiệp ạ. Dạ, thưa sư, con chưa biết nhiều về đạo Phật, nhưng theo con hiểu kết quả mà mọi người muốn đạt được là quả vị A-la-hán. Nhưng con thấy nếu tu tập thiền định thì ta chỉ có thể chứng thiền thôi ạ. Thế làm sao sau khi chứng thiền thì làm sao chứng được thánh ạ? Còn nữa, con nghe nói có những vị chưa chứng thiền mà vẫn chứng thánh, thì các vị ấy tu tập như thế nào ạ? Con mong sư khoan hỷ chỉ dạy cho ạ. Cái tu tập để chứng thiền rồi sau đó lấy cái thiền đó làm nền tảng để thực hành thiền tuệ. Thì cái con đường thực hành thiền tuệ đấy viên mãn thì sẽ chứng được các đạo quả. Còn có một số người thì người ta không chứng vào các tầng thiền, nhưng mà người ta đạt được một cái sự cận định hoặc an chỉ định. Tức là người ta cũng có được một cái sát na định hoặc cận định ấy, hoặc định cận hành, thì người ta chuyển sang thiền tuệ, thực hành viên mãn cái pháp thiền tuệ đấy, cho nên người ta chứng được đạo quả. Thì hai con đường đấy cũng đều trải qua, đều có định và có tuệ thì mới có sự chứng đắc đạo quả. Chứ nếu một người chỉ dừng lại ở thiền định, không thực hành thiền tuệ thì không chứng đắc được đạo quả. Và người ta chỉ dùng tu thiền định làm nền tảng để thiền quán thôi. Hoặc có người người ta đi thẳng vào thiền quán thì người ta không chứng đắc được các tầng thiền cao, nhưng mà người ta chứng đắc được một cái mức định ở cái mức vừa phải. Đó là sát na định, an chỉ định, rồi người ta nương vào cái định đấy người ta phát triển trí tuệ, nên là người ta chứng được đạo quả. Cho nên là có hai con đường, là người chỉ quán và một cái người là thuần quán, đều đi đến đạo quả như nhau hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Trí ạ. Dạ, con bạch sư, càng hành thiền nhiều con cảm thấy mình càng mong muốn xa lánh mọi người, thì có vấn đề gì không ạ? Càng hành thiền nhiều thì lại càng muốn xa lánh, không muốn tiếp xúc với mọi người cũng đúng nhá. Cái pháp này tức là tự nhiên nó thành tựu cái pháp viễn ni và độc cư. Tức là nó sẽ trở nên là mình thích sống an tịnh, thích độc cư như vậy, bởi vì khi gần người khác tâm mình nó bị loạn lên. Khi gần người nó có nghĩa là mình muốn tiếp xúc là muốn nói chuyện. Nói chuyện là tâm nó năng sang, còn những người mà khi có định, tâm của mình nó định tĩnh, mình lại muốn an tịnh, không muốn nói chuyện, là không muốn năng sang. Thì cái điều đó là tu có tiến bộ, đừng có no chuyện đó. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, con xin sư chỉ dạy cách giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày ạ. Giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày thì chánh niệm ở đây mình phải hiểu chánh niệm là gì. Có nghĩa là tâm của mình nó nhớ nghĩ đến những điều chân chánh thì đó là chánh niệm. Nó nhớ nghĩ đến những cái điều xấu xa thì đó là tà niệm. Vậy thì một cái người nào mà mình luôn luôn để cho tâm mình nó nghĩ những chuyện dục tham, sân hận, những cái tham vọng quá khứ, tương lai thì đó là tà niệm. Còn một cái người mình đi đứng nằm ngồi hay khi mình làm những cái việc gì đó, mình luôn luôn nghĩ về những cái điều chân chánh. Ví dụ mình nghĩ về Đức Phật, nghĩ về những cái bài kinh mình đã được nghe, mình đã được học, nghĩ về giáo pháp, nghĩ về những cái việc thiện mình đã làm như là bố thí, giữ giới, cung kính, cúng dường. Rồi nghĩ về những cái pháp môn tu tập như là niệm thân, hơi thở bảo ra, niệm thân bất tịnh, quán ba hai thể chửa, quán sát chết, niệm về sự chết, để nó ni tham, ni sân, rải tâm từ, nhớ đến những cái điều tốt mà mọi người đã làm cho mình, hay là
tư duy về cái con đường tu tập đi đến Niết Bàn, thì đấy đều là chánh niệm hết. Nghĩa là cứ tâm mình tham sân si là tà niệm, tâm mình nghĩ đến cái gì mà nó vô tham, vô sân, vô si thì là chánh niệm. Thì có rất nhiều những cái để mình suy nghĩ những cái điều chân chánh, nghĩ đến những điều chân chánh là chánh niệm rồi. Đấy, thì cứ vậy mà phát triển lên thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Hạnh ạ. Dạ, con bạch sư, một người có tánh tham dục mạnh thì thực hành thiền như thế nào nói hết ạ? Cái đấy thì tốt nhất là hành thiền quán về xác chết. Ví dụ như là mình đã từng nhìn thấy một xác chết rồi mình nhắm mắt thì mình hình dung ra cái xác chết đó nó đầy những cái giòi bỏ, hay xong là mình niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Cái tâm mình nó chú liên tục trên cái tướng bất tịnh đấy là nó sẽ tự động nó đi được cái tham dục trong đi. Mình sẽ cảm thấy dứt trừ được tham dục bằng cách niệm xác chết, đó là tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hiền Lạ. Dạ, thưa sư, thiền nguyên thủy với thiền tổ sư có gì giống và khác nhau không ạ? Thiền nguyên thủy với thiền tổ sư, tổ sư là những cái pháp thiền mà theo pháp thiền phát triển về sau này. Thiền nguyên thủy thì là do Đức Phật dạy, thì Đức Phật dạy về những cái pháp về thiền định, 40 pháp thiền định và 16 cái tầng thiền quán đấy là thiền nguyên thủy. Như là thiền tứ niệm xứ đấy thì gọi là thiền nguyên thủy. Như thiền nguyên thủy thì một cái người thực hành những pháp thiền như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm niết bàn, niệm về 32 thủy trược, niệm bộ xương, niệm hơi thở vào ra, quán các ca xin lá đất nước lửa gió nên bằng nào tránh sáng hư không, tứ thiền sắc giới, tứ thiền vô sắc giới, thiền tâm từ bi hỷ xả. Đấy là các pháp thiền định. Còn thiền quán ấy thì là quán về danh sắc, năm uẩn ấy, quán về duyên khởi, quán về tam tướng vô thường khổ vô ngã, về cái sự sinh diệt, về cái sự tan hoại của cái năm thân năm uẩn này, rồi quán cho đến khi nào mình trở nên nhàm chán ly tham, chứng được các cái pháp siêu thế như là đạo quả niết bàn. Thì đấy được gọi là những cái pháp thiền nguyên thủy có hai, chia làm hai, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thì nó chỉ chung chung là có hai pháp đấy mà thôi. Còn tục sư thiền, tục sư là những cái pháp của các cái pháp thiền phát triển về sau này. Ví dụ như Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đi sang bên Trung Hoa truyền lên một cái pháp thiền gọi là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, thực chỉ nhân tâm, tức là thiền tham thoại đầu. Hay là những cái pháp thiền như sau này thì thứ không hiểu về tổ sư thiền thì thứ không hiểu lắm, nhưng mà thứ biết sơ sơ qua. Ví dụ như là thiền năm tế tạo động, như như thiền năm tế thì sư năm tế đi vào hỏi sư bách trượng thế nào là đại ý Phật pháp, thì vị đấy bị thầy cầm cái gậy đánh cho đệ tử một trận, vị đệ tử khóc than này đi ra, thì lần thứ hai đến bị ăn một trận đòn, lần thứ ba đến đánh cho trận nữa thì bị nó giác ngộ, thế giác ngộ được chân lý rồi. Đánh lại thầy một cái, thầy bảo học trò như thế là giác ngộ rồi. Thế là về sau này vị thầy cứ đi dạy pháp thiền đó thì cứ ai đến học thì cũng dùng gậy đánh hét chửi mạng. Thì đấy được gọi là tổ sư thiền thì hay có những và hay có những câu gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, thì thầm thầy đánh thầy nọ kia đấy. Thì đấy là thì những cái pháp đấy nó không có phải là thiền chỉ mà nó không phải là thiền quán, mà ý muốn nói là làm cho người ta trực ngộ, giác ngộ. Thì những cái điều đó đi đến cái sự giác ngộ cái gì, thì ví dụ như trong giáo pháp thì Phật giáo nguyên thủy này giác ngộ, phải giác ngộ ra chân lý tứ thánh đế, giác ngộ ra các sự thật khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đấy là do cái lộ trình tu tập từ thiền chỉ đến thiền quán đi đến cái sự giác ngộ như vậy. Còn những cái pháp thiền nói là tu tập rồi đến một lúc nào đó trực ngộ, kiến tánh thành Phật gì gì đó, thì đấy là bên thiền của Phật giáo phát triển. Đấy là nó có cái sự khác nhau như thế. Phật giáo nguyên thủy thì chỉ có những cái pháp mà Đức Phật đã dạy, thì Đức Phật chỉ có dạy về về thiền chỉ là 40 pháp thiền định và thiền quán, quán về năm uẩn đấy, về sự vô thường của vô ngã, và để giác ngộ ra các sự thật muốn thánh đế mà để đoạn trừ các phiền não ô nhiễm mà đi. Thì đấy là thiền của nguyên thủy. Còn tổ sư thiền như thế nào thì nên trên Google tra để xem lại thì sẽ hiểu hơn. Thì sư cũng không có tìm hiểu sâu nên sư không giải thích nhiều. Thì sơ sơ biết biết chút chút vậy, sư nói qua chút vậy rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Anh Quế. Dạ, con thưa sư ạ, sư cho con hỏi như sau ạ. Là ánh sáng khi hành thiền mà sư thường nói nó như thế nào vậy ạ? Nó nằm ở trước mắt hay trước mũi hay ở chỗ khác ạ? Có phải nó giống như có ai chiếu đèn pin vào mắt lúc mình nhắm mắt lại phải không ạ?
thì cái ánh sáng do cái tâm của mình nó định tĩnh, nó thanh tịnh thì nó phát sáng lên. Thì một cái người mình cứ thực hành mình phải thấy, chứ còn cái này mình không nên tưởng tượng. Ví dụ như là cứ thực hành thiền, mình chú tâm trên hơi thở, để tâm liên tục ở hơi thở này. Thì khi mà cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, tức là nó bớt đi những cái tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạng hối, hoài nghi, những cái năm triền cái nó bớt đi, thì cái tâm của mình nó sẽ sáng sủa đi. Nên là nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh, nên là nó thành cái ánh sáng. Ánh sáng thì nó có ba loại, một là gọi là chuẩn bị tướng, hai là học tướng, ba là tự tướng. Thì nó chuẩn bị tướng tức là lúc ấy nó mờ mờ, cái hơi thở nó chuyển thành cái màu mờ mờ như khói thuốc. Rồi nó chuyển thành tự học tướng là nó trắng lên như mây, như một cái dải lụa thảm ấy. Rồi nó chuyển thành tự tướng là nó sáng rực rỡ lên như là bóng điện là sáng đèn pha trước, thì hoặc là mặt trăng mặt trời. Mỗi người có một cái tưởng, nên là mỗi người sẽ thấy một cái ánh sáng nó xuất hiện một cách khác nhau. Có người thấy là nó như con đom đóm, có người thấy như dải lụa, có người thấy như vì sao, có người thấy nó như là bông hoa. Thì mỗi người sẽ thấy nó có hình dáng, màu sắc và cái hiện tượng diễn tả, thì mỗi người diễn tả một cách khác nhau. Nhưng cái đó mình phải không nên quan tâm, mình cứ để ý vào cái đối tượng mình đang thực hành. Ví dụ như hơi thở mình cứ để vào đấy, thì càng lúc ánh sáng nó sẽ càng rõ lên, sáng rực rỡ và tỏa chiếu lên. Thì đấy là cái tâm của mình nó sáng ra thôi, chứ không phải là cái gì cả. Gọi là cái tâm của mình nó tỏa sáng lên. Thì khi nào mình tu, mình thấy điều đó mình sẽ tự biết, chứ mình không nên so sánh nó với cái gì hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoàng Vũ Hà Anh ạ. Dạ, con thưa sư, con được khuyên là không nên học thiền, vì nếu thiền không đúng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Con đang mới chớm bắt đầu tìm hiểu và học thiền nên nghe điều đó hơi bị lưỡng lự. Thì nếu mà mình hành sai, hành thiền mà khởi lên tâm tà, mình khởi lên một cái tà kiến ý, trong cái lúc mình ngồi thiền mình cứ nghĩ là mong sao mình có thần thông này, hay là khởi lên một cái tâm ngã mạn, hay khởi lên những cái tâm bất thiện ấy. Vì vì thiền thì nó có chánh định, nó có tả định. Thì nếu mà một cái người không có người hướng dẫn, mình tự thực hành, mình khởi lên những cái tâm đó mà mình không biết dừng lại, không biết đối trị với những cái tâm đó, hoặc nữa là có những người bị nầm tưởng, mình tu tập tiến bộ một chút, mình sẽ thấy những cái quang tướng nó xuất hiện, rồi mình nghĩ đến cái gì nó hiện ra cái đó, rồi mình tưởng là mình đã chứng đắc được các cái pháp thượng nhân cao siêu. Thì nó bị ảo tưởng, nó tăng dần lên, rồi nó trở nên hoang tưởng, rồi nó trở nên tăng thượng mạn, rồi mình sẽ bị là như vậy. Còn nếu mà tu cho nó đúng, tu một cách chân chánh, có cái mục đích chân chánh, có cái ý hướng chân chánh tu tập, mà nó không bị khởi lên những cái tư tưởng sai lầm đấy, không bị ảo tưởng mê lầm đấy, thì sẽ không bị. Còn nếu mà người nào mà tu mà bị ảo tưởng mê lầm do những cái tâm bất thiện nó chi phối thì sẽ bị. Thì những cái ảo tưởng đấy rồi mình gọi là như thế thôi. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Kitty ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, điều kiện để trở thành một Kapiya cần phải có những yếu tố và điều kiện nào ạ? Kapiya, Kapiya là một cái người mà hộ tăng, gọi là Kapiya. Thì cái người đấy mình về là cái người Phật tử thuần thành, thân cận. Một cái chữ chư tăng. Và nếu như mình là một cái người Kapiya đấy, thì mình cũng phải hiểu những cái giới luật của các vị tăng đấy, cần tại sao cần Kapiya. Kapiya là cái người gọi là hộ giới, bởi vì những cái vị sư đôi khi có những cái giới luật không được phép làm, cho nên là phải có người hộ làm hộ, cho nên gọi là hộ giới. Ví dụ như cứ đi ăn mà tại sao các Phật tử cứ phải nâng cái bát cho những vị sư ấy? Đấy được gọi là một cái người hộ tăng, hộ giới đấy, bởi vì phải dâng các cái vật thực. Và các cái vị sư trước khi dùng vật thực cần phải có người dâng. Cái người dâng vật thực ấy, đấy gọi là người Kapiya hộ tăng đấy. Hay là có những cái người mà phải dùng những cái dĩa hay những cái dao hay những cái tam đấy để châm vào những cái rau sống hay là những cái trái cây mà nó có hạt. Thì cái vị thầy sẽ nói là Kapiya Karohi, tức như là hãy làm cho cái này nó hợp pháp. Thì cái người Phật tử đó thì sẽ nói là Kapiya Bành Tê, có nghĩa là dùng cái một cái vật gì đó để mình châm vào cái trái cây mà nó có hạt, hay là những cái rau mà nó còn sống đấy, thì có nghĩa là con đã làm cho hợp pháp, tức là đã làm hợp pháp rồi. Đấy được gọi là một cái người trở thành cái Kapiya. Mình hộ chỉ cho một cái vị tăng để cho vị đó không bị phạm giới, để cho vị nó được thanh tịnh giới. Hay là có những người hộ tăng bằng cách đó là
giữ những cái tứ vật dụng của các vị chư tăng. Ví dụ như các vị chư tăng có những người người ta cúng dường rất là nhiều những cái thực phẩm như là mật ong hay là những cái thực phẩm thức ăn hàng ngày, thì các vị sư theo đúng Phật giáo Nguyên Thủy giữ giới là không được tích trữ những cái thực phẩm đó, thì các vị ấy cần phải có cái người giữ hộ những cái thực phẩm đó, thì được gọi là cái người giữ ấy được gọi là các vị giác. Giữ hộ các cái thực phẩm để đến bữa ngày hôm sau các vị đấy dâng lại cho các chư tăng dùng, thì cái người giữ hộ những cái vật đấy được gọi là các vị giác. Và những cái tứ vật dụng khác mà có những thí chủ người ta không cúng trực tiếp bằng y áo thức ăn mà người ta cúng bằng những cái tịnh tài tịnh vật ấy, thì cái người sẽ giữ hộ những cái vị chư tăng đó, thì những cái vị đó được gọi là các vị giác. Thì mình cảm thấy mình có điều kiện mà mình có cái ước muốn, mình có cái sự thấu hiểu, mình có cái sự muốn hộ trì chư tăng, thì mình hãy tác bạch sư sư hay là kính bạch chư tăng, con xin được làm các vị giác cho chư tăng, khi nào chư tăng cần con giúp hộ giới hay là hộ trì việc gì thì hãy cho con biết để con sẽ hộ độ chư tăng. Thì đấy là một cái cách làm các vị giác thông thường. Còn những người muốn làm những cái việc các vị giác riêng về một cái việc gì đó, ví dụ như là có những người muốn làm các vị giác riêng thì tác bạch là kính bạch sư, khi nào sư cần một cái chú sứ, cần một cái thất để ở thì sư nói con, để con sẽ cúng dường xây cho sư một cái thất. Thì đấy là được gọi là các vị giác. Có người nói là khi nào sư cần về y áo thì sư nói với con. Thì tất cả những cái sự tác bạch như vậy, có cái sự muốn hộ chỉ, muốn hộ độ như vậy, thì cái người đấy trở thành các vị giác. Đấy là cái điều kiện để trở thành các vị giác là vậy. Muốn hộ điều chỉ hộ độ một vị nào đó, muốn cúng dường vị nào đó về những cái vật chất của mình hay về những cái công sức mình sẽ giúp những cái việc gì, thì mình tác bạch đúng cái điều kiện mà mình có thể làm được. Và thì lúc đấy mình trở thành Kappi giác. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Kusana Chita. Dạ, con kính bạch sư ạ, hạnh đầu đà có phải là tu khổ hạnh không ạ? Người nào nên tu, người nào không nên tu hạnh đầu đà? Hạnh đầu đà là những cái hạnh cái khổ hạnh. Thì cũng có lúc Đức Phật gọi là đây là một cái pháp tu khổ hạnh. Nhưng mà cái khổ hạnh đây không phải là khổ hạnh cực đoan, mà là một cái khổ hạnh đặc biệt, mà một cái pháp tu khổ hạnh tích cực. Thì cái hạnh đầu đà này nó sẽ phù hợp với những người nào có dục tham rất là mạnh. Thì những người đấy nên tu các hạnh đầu đà. Đầu đà có hạnh dùng y phấn tảo. Ví dụ những người nào mà tham đắm về mặc đẹp, ở đẹp ấy, thì nên tu hạnh đầu đà để diệt trừ cái tâm tham ấy đi. Đó là mình mặc y phấn tảo, chỉ mặc ba y, có người tham tích trữ nhiều y mà, thì cái tâm tham đấy nó làm chướng ngại cái con đường thực hành thiền chỉ quán, thì tu hạnh đầu đà. Có những người tham về chỗ ở, thì thích ở nơi sang trọng cao xa, thì nên hạnh đầu đà ở dưới gốc cây, ở nghĩa địa, ở nơi nhà trống, ở những cái nơi ấy. Có người tham về ăn uống thì thực hành cái hạnh đầu đà như là đi khất thực, thì ăn chỉ một lần hay là ngăn chặn vật thực rồi không ăn nữa. Thì để mình tiết chế, hạnh đầu đà là mang cái sự tiết chế các cái dục tham đối với những cái vật dụng y áo, đồ ăn khất thực và cái sự tiết chế về chỗ ở và một cái hạnh đầu đà ngồi không nằm, thì nó sẽ tiết chế cái người đấy thích ngủ nghỉ. Thế nên người nào mà tham ngủ nhiều ấy, đắm chìm mà ngủ nghỉ nhiều ấy, thì thực hành cái hạnh đầu đà là ngồi, chỉ ngủ ngồi mà không nằm. Và những cái hạnh đầu đà nó làm cho vị đó tăng trưởng cái tinh tấn, làm cho cái sức tinh tấn trở nên mãnh liệt và sẽ khiến cho vị đấy dễ dàng áp chế ngự được những cái dục tham, những cái tham ái vào những cái vật dụng hàng ngày, và cái vị đấy dễ dàng chứng đắc được các pháp thiền chỉ quán. Pháp hạnh đầu đà nó sẽ phù hợp với một số người và nó không phù hợp với một số người. Ví dụ như là đối với người nam thì Đức Phật cho hành cả 13 hạnh đầu đà, nhưng mà với người nữ thì Đức Phật không áp dụng tất cả những cái pháp mà liên quan đến chỗ ở. Người nữ không được ở độc cư, không được ở gốc cây, ở nghĩa địa, ở trống, ở một mình. Thì người nữ sẽ dễ bị những cái người xấu người ta xâm hại đến phạm hạnh. Cho nên là Đức Phật mới chế cái người nữ thì không nên áp dụng cái hạnh về ở. Còn những cái hạnh khác thì có thể áp dụng được. Và một số người không nên thực hành hạnh đầu đà. Đó là một cái số người tham về danh vọng. Có người là cái người đó không tham về cái ngũ dục về ăn uống đâu, mà người đó ham danh vọng, tức là mình muốn nhanh được nổi tiếng, muốn được người khác biết đến, muốn được người khác cung kính, tôn trọng, và mình tu hạnh đầu đà vì mục đích mong được người khác tôn trọng, cung kính, được nổi tiếng. Cho nên là người đó
sẽ giả vờ mặc những cái áo xấu xa vạn rách rưới, sẽ ôm bát đi cất thực hay là ở những cái nơi gốc cây nghĩa địa, nhưng mà luôn luôn mong cầu là có người nào biết đến và tán thán mình, thì những người này không nên tu hạnh đầu đà. Thì những cái tu hạnh đầu đà nó chỉ tăng trưởng thêm cái dối trá của cái vị đó, tăng trưởng thêm cái ngã mạn của vị đó. Tu hạnh đầu đà vị đó khen mình chê người, vị đó sẽ thấy mình mới là chân chánh, còn những người khác là xấu xa, thì những người này không nên tu hạnh đầu đà. Hay là cái tu hạnh đầu đà mình cảm thấy cái phiền não mình nó tăng lên, cái sức khỏe mình nó không đủ để thực hành, hoặc là khi tu hạnh đầu đà mình cảm thấy định của mình bị yếu đi, tuệ mình giảm đi thì không nên. Còn mình cảm thấy giới định tuệ nó tăng trưởng thì nên. Và một người nữa nên tu hạnh đầu đà, đó là những người thương tưởng cho đời sau, muốn cho sao pháp được trường tồn lâu dài. Thì vị đó, ví dụ những bậc A-la-hán như ngài Kassapa, ngài Ca Diếp, hay là hạnh đầu đà đệ nhất, dù ngài chứng A-la-hán rất sớm, nhưng ngài suốt đời tu hạnh đầu đà, bởi vì ngài muốn làm gương cho đời, để cho thế hệ sau người ta noi theo. Thì những người như thế thì nên tu hạnh đầu đà. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình Đà Chít Tê. Dạ, con bạch sư, làm sao biết được là mình đang thực hành theo trung đạo và không bị rơi vào hai cực đoan khác ạ? Hành theo trung đạo mà những người nào mà biết được cái này, tức là thì người đấy mình thực hành như thế nào, ví dụ như là không chạy theo những cái tham dục ở đời. Một cái người mà mình tích chữ, mình tham quá, quá là tham đối với những cái vật dụng ấy, đối với những cái nhu cầu như là thích ăn ngon, thích mặc nhiều y áo, thích ở sang trọng, thích những cái danh vọng, chức quyền ấy, thì đấy là rơi vào một cái bị thối đọa về tham dục. Còn một cái người mà rơi vào cái sự tu khổ hạnh, tức là tu khổ hạnh quá là khắc nghiệt. Ví dụ như là khi mà mình tu khổ hạnh như thế mà cái tâm ngã mạn nó tăng lên, cái tham dục nó tăng lên, rồi là những cái phiền não ở trong lòng nó tăng lên, mà mình không đạt được những cái pháp tượng nhân. Ví dụ như mình tu khổ hạnh như vậy mà mình thấy rằng là phiền não của mình nó còn nhiều hơn cái lúc mình chưa tu khổ hạnh, thì là mình đang bị rơi vào cái cực đoan của tu khổ hạnh. Còn nếu như mà một cái người mà biết mình tu trung đạo, là mình, khi mà mình biết rằng mình tu tập như thế nào mà tham sân si nó giảm bớt đi, và vô tham vô sân vô si của mình nó tăng trưởng lên, cái trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng, tâm thanh tịnh nó càng tăng trưởng, giới hạnh nó càng tăng trưởng lên, thì đấy là mình đang tu theo đúng trung đạo. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối trong buổi hôm nay ạ, từ hành giả Tham Ma. Là thưa sư, thế nào là thiện tâm hợp trí tuệ và thiện tâm không có trí tuệ ạ? Và quả báo của hai tâm này sẽ như thế nào ạ? Thiện tâm hợp trí tuệ là khi mình làm một cái việc gì đó mà mình có cái sự hiểu về cái nhân quả nghiệp báo của cái việc đó là thiện tâm hợp trí tuệ. Ví dụ như là khi mình đảnh lễ Phật, mình hiểu Đức Phật là ai và mình hiểu là cái việc lễ Phật này sẽ đem lại lợi ích cho mình. Thì đó là thiện tâm hợp trí tuệ. Còn một cái thiện tâm ni trí tuệ là một cái người, người ta cũng đến chùa, người ta cũng chắp tay lễ Phật, người ta cũng cúng dường, nhưng người ta không hiểu Phật là ai, người ta nghĩ Phật là ông thần, ban ơn giáng họa, là người ta cầu xin cái này cái kia. Người ta không biết những cái việc của mình tốt hay xấu. Những người thiện tâm hợp trí tuệ khi dâng những cái đồ đạc gì đó, hương hoa đăng trà quả thực nên cúng Phật, người ta biết là cái sự cúng dường chỉ để tạo nên cái sự thiện tâm của mình, và nó tạo nên cái thiện nghiệp cho chính mình. Cái Phật không ăn cái đó, thì đó là người có trí tuệ. Còn những người ni trí là cái người, người ta cúng dường, người ta cứ tưởng là mình mà cúng dường cái lễ vật mà ngon lành sang trọng là Phật mới hoan hỉ. Còn những người kia cúng dường những cái ít ỏi thì chắc là Phật không quý bằng mình. Nhưng mà mình nghĩ như thế, mình lấy cái tâm phàm, mình nghĩ đến tâm thái như vậy, thì đấy là ni trí. Một người không có trí tuệ, không hiểu Phật là ai, không hiểu cái hành động của mình nó sẽ để lại cái quả báo như thế nào cho đời sau. Thì những cái thiện tâm hợp trí và ni trí đấy, nếu như một cái người đó đến lúc cận tử mình còn nghĩ về cái thiện nghiệp mình đã làm, thì cái người mà thiện tâm hợp trí tuệ đấy chết với cái nghiệp, với cái tâm đấy, thì khi đi tái sinh lại đời sau trở thành cái người tam nhân, là cái tâm tục sinh nó là tâm vô tham vô sân vô si. Cho nên là cái vị đó ở cái đời đấy, vị đó sẽ là một cái người có cái trí tuệ lớn. Nếu như vị đó mà tu tập, vị đó là chứng đắc được những pháp thượng nhân như là thiền thông đạo quả. Còn những người mà hàng ngày mình làm những cái việc thiện mà không có trí tuệ, nếu đến lúc chết tâm của mình nó bắt vào cái nghiệp đấy, thì đến lúc mình cái tâm tục sinh ở kiếp sau nó sẽ là cái tâm không có tuệ,
tức là cái tâm tục sinh ni trí là trở thành người nhị nhân, thì mình sẽ là một cái người đó, cái trí tuệ nó sẽ kém hơn một chút, và nhất là cái trí tuệ để mà giác ngộ được chánh pháp là không có. Nếu như người đó có hành thiền không đắc thiền, không đắc được các pháp thượng nhân như thiền thông và chứng đắc được đạo quả trong cái kiếp mà vị đó là một cái vị nhị nhân này, thì cái hai cái tâm này nó khác nhau, là nó cho ra cái quả hoàn toàn khác nhau như vậy. Nên là cái người ta cần có cái thiện tâm hợp trí tuệ rất là quan trọng. Dạ, con thưa sư ạ, các câu hỏi còn lại con xin phép để buổi tiếp theo ạ.